Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Tập 19. Chương 181. Thải Điệp cùng tử chiến. Hừ, tưởng hay lắm sao? Cũng không cần đầu óc nghĩ lại. Lần này sư huynh đệ hai người chúng ta có thể cùng được truyền đến đây đã là may mắn lắm rồi. Tối thiểu cơ hội giữ được mạng so với những người khác cao hơn nhiều. Có thể may mắn xử lý người này cũng là may mắn mà thôi. Lại ngu ngốc đến nỗi đem cái việc ôm cây đợi thỏ này diễn lại nữa sao? Không sợ gặp phải người mạnh, đem cái mạng nhỏ của ngươi và ta ra đùa vui sao? Càng huống chi, loại địa phương quỷ quái này đâu có thể nào có người khác đến. Nhanh chóng đến khu trung tâm để đục nước béo cò. Đây mới là thượng sách. Tên đệ tử tuổi cao hơn của Linh Thú Sơn, rõ ràng so với tên tuổi trẻ mạnh hơn cùng gian trá hơn nhiều. Một mặt giáo huấn đối phương, một mặt vẫn không ngừng quan sát khu rừng xung quanh. Thấy vậy, Hàn Lập lại càng cẩn thận, đem liễm khí thuật tăng lên đến cực hạn, khí tức hoàn toàn thu lại, không dám lộ ra chút nào. Cái loại ý niệm ngu ngốc một đánh hai, Hàn Lập chưa bao giờ nghĩ tới, càng sẽ không ngu ngốc đi làm. Hai người này, một người có pháp lực tầng 12, người kia còn muốn cao hơn. Nếu liên thủ lại, hắn quyết không có một chút phần thắng nào, hắn chắc chắn không có thần thông lớn như vậy. Bởi vậy, Hàn Lập chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem toàn bộ Hàn Yên Thảo đi, cho một mồi lửa hỏa thiêu thi thể của đệ tử Thiên Khuyết Bảo. Cuối cùng, hai người này đem Hàn Băng Thiềm thu vào một cái túi da màu đỏ, biến mất trong khu rừng đối diện. Hai người vừa rời đi, Hàn Lập cũng không có lập tức đứng dậy, mà một lúc sau mới phủi lá rụng trên người đứng lên, có chút đăm chiêu nhìn về phía hai người biến mất. Xem ra so với ý tưởng của mình cũng không sai biệt lắm, người như vậy cũng không thiếu. Cái này cũng khó trách. Người một khi đã dám mạo hiểm tham gia huyết sắc thí luyện, có mấy ai mà không nghĩ tới khu trung tâm chứa thiên địa linh vật chứ? Cũng không khỏi va chạm lớn ở đây. Dù sao thiên địa linh dược sinh ra và lớn lên thật sự là rất có hạn, căn bản không đủ phân cho các phái. Hàn Lập âm trầm nghiêm mặt, đứng tại chỗ một hồi phát khổ mà suy nghĩ. Chính mắt nhìn thấy người áo lam cẩn thận như vậy không thua gì mình, mà cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất khỏi thế gian. Mà sự tình giống vậy tại cấm địa này diễn ra không biết bao nhiêu lần. Điều này làm cho niềm tin đạt thành mục tiêu của Hàn Lập lại dao động không ít. Thật không hiểu chuyến đi đến cấm địa lần này là đúng hay là sai. Có lẽ chỉ cần ăn vào hai viên trúc cơ đan kia là có thể trúc cơ thành công, căn bản không cần mạo hiểm. Hàn Lập chán nản thầm nghĩ, đã có chút ý niệm thối lui trong đầu. Dù sao nói miệng vẫn dễ dàng hơn, nhưng đến khi bóng ma tử vong bao phủ trong lòng thì lập tức tâm phiền ý loạn. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập mới rời khỏi nơi này, tìm hướng khác mà đi, nhưng vẫn phải hướng về phía trung tâm cấm địa. Sau một phen suy nghĩ, lý trí của Hàn Lập vẫn chiếm thượng phong. Biết sự tình vừa rồi chính là sự yếu đuối của bản thân tìm cớ mà rút lui. Bởi vậy sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, lại tiếp tục lên đường. Hàn Lập cũng không đi theo sau hai người nọ, mà là đi vòng tìm đường khác. Tuy nhiên lộ tuyến của hai người Linh Thú Sơn mới là gần nhất, nhanh nhất. Hàn Lập không phải lo là đối phương bằng năng lực bản thân có thể phát hiện ra mình, mà là đối với thủ pháp khu thú cổ quái của Linh Thú Sơn cảm thấy rất kiêng kỵ. Không biết đối phương có thủ đoạn gì đặc thù hay không, có khả năng phát hiện sự theo đuôi của mình, nên kính nhi viễn chi là tốt nhất. Phải biết rằng lúc trước hắn có một con vân xí điểu rất có linh tính, có thể từ khoảng cách xa mà theo dõi giám thị người được chỉ định. Nghĩ đến cũng giống như thủ pháp khu xử của Linh Thú Sơn, khẳng định càng thêm bí mật cùng quỷ dị. Dù sao bọn họ đều là người tu tiên, thủ đoạn người trong giang hồ làm sao có thể sánh bằng. Nói lên vân xí điểu, Hàn Lập có chút ảo não. Lúc trước khi tiến vào Hoàng Phong Cốc, vì để không khiến cho người khác chú ý, hắn đem vân xí điểu nuôi dưỡng trong Thái Nhạc Sơn Mạch để cho tự do hoạt động. Kết quả lúc đầu thì con chim này thường xuyên trở về tìm Hàn Lập, chủ yếu là để ăn hoàng lật hoàn yêu thích. Nhưng theo thời gian lâu dần, số lần bay đến dần dần rất thưa thớt.
Đến khi Hàn Lập ý thức được sai lầm của mình thì con chim này đã hoàn toàn trở nên hoang dã, một đi không trở lại, làm cho Hàn Lập cực kỳ đau lòng. Nếu không, lần đi đến cấm địa này, hắn có thể sử dụng không ít. Hàn Lập thực không biết, quyết định đi vòng đã giúp hắn tránh được một tài kiếp. Hai người linh thú sơn kia, từ lúc rời khỏi Ô Long Đàm, đã lấy từ trong túi thả ra một số lượng bươm bướm nhiều màu. Những con côn trùng này bay ra, liền lập tức tản ra bốn phía, bố trí dày đặc trong khuôn viên trăm trượng. Màu sắc trên người cũng dần dần biến ảo cho phù hợp với cảnh vật xung quanh. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát giác ra được. Hơn nữa cho dù có để ý phát hiện ra, quá nửa cũng sẽ tưởng là sinh vật ở trong cấm địa này, sẽ không có gì nghi ngờ. Cứ như vậy, những con côn trùng này trở thành vật cảnh giới cho hai người kia. Chỉ cần có người tiếp cận phạm vi cảnh giới của chúng, thì hai người sẽ lập tức biết được, có thể đưa ra đối sách trước. Cách dùng côn trùng để tạo thành một lưới cảnh giới sống, có thể nói là cực kỳ vững chắc, chính là kiệt tác của đệ tử Linh Thú Sơn. Cho dù đệ tử các phái khác biết được điều này, cũng không có biện pháp gì đối với lũ côn trùng này, không có khả năng lướt qua chúng mà lặng lẽ đánh lén. Kỳ thật lại nói tiếp, Hàn Lập dừng tại Ô Long Đàm rồi mới đi là rất may mắn. Hai người Linh Thú Sơn này cũng không thả côn trùng tại Thủy Đàm, mà là sau, khi rời đi mới bắt đầu thả. Nếu không Hàn Lập tuyệt trốn không khỏi sự lùng sục của chúng. Cũng không phải là hai người này nhất thời sơ sẩy, quên việc này, mà loại bươm bướm này trời sinh sợ lạnh. Nhiệt độ mà thấp một chút là sẽ đông cứng lại mà chết, không thể không nói là tiếc nuối. Mà nước tại Ô Long Đàm lại trời sinh dị chất, lạnh vô cùng, làm cho xung quanh Thủy Đàm đều trở nên như là mùa đông. Với loại tình cảnh này, bọn họ sao dám thả lũ bươm bướm này ra chịu chết. Hàn Lập đối với việc bản thân tránh được một kiếp nạn, cũng không hề hay biết. Đang đứng dưới một vách núi cổ quái, nhìn thấy hai thi thể thê thảm dưới chân, im lặng không nói. Một thi thể, mặc đồ màu đen bó sát người, dáng người khôi ngô, bàn tay thô lớn, trên cổ có một làn máu gọn gàng, trên đầu hai mắt trợn lên, thần tình không cam lòng, tựa hồ bị chết không minh bạch, xem hình dáng thì là đệ tử của Cự Kiếm Môn. Thi thể kia, dáng người trung bình, trên người huyết nhục mơ hồ, nặng nhất chính là khuôn mặt không còn thấy rõ được ngũ quan, bị một thanh cự kiếm đâm thẳng vào đầu rìm xuống đất, não tương huyết dịch chảy đầy đất, nhưng trên ngón tay vô danh lại quấn một sợi ti tuyến kỳ quái trong suốt, dưới ánh mặt trời khẽ lập lòe như có như không. Hàn Lập nhìn kỹ thi thể của đệ tử Cự Kiếm Môn, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nhấc chân nhằm cái cổ có đường chỉ máu đá nhẹ một cái đầu lập tức lăn long lóc sang một bên, một chút sức cũng không cần sử ra, thi thể người này sớm đã phân làm hai. Hàn Lập thở dài, lại nhìn thi thể kia không cần suy nghĩ cũng đã biết thân phận, gương mặt tuy không thể nhận ra, nhưng y phục lại giống Hàn Lập như đúc, cũng đã chứng minh người chết chính là một vị sư huynh đệ nào đó của Hoàng Phong Cốc. Rất rõ ràng, hai người là đồng quy vu tận mà chết. Hàn Lập ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh núi hồi lâu, trong lòng đã có kết luận, trong đầu đã đem tình cảnh hai người này gặp nhau ra tay thế nào đã sơ lược tưởng tượng ra được. Theo các dấu hiệu mà phán đoán, người của Cự Kiếm Môn so với vị sư huynh của Hàn Lập này thực lực cao hơn một bậc. Trên thi thể của người áo vàng huyết nhục mơ hồ, vết thương khá nhiều, vẻ mặt của người áo đen có vẻ không cam lòng, đều biểu minh cho việc này. Vị sư huynh đồng môn không biết tên này, tuy ở vào thế hạ phong, nhưng hiển nhiên cũng là người có tâm kế, cố gắng sử dụng pháp khí ti tuyến trong suốt này. Hắn khẳng định lợi dụng khi đối phương đại thắng tâm tính buông lòng, vào thời điểm cuối cùng dùng vật này đánh lén, cắt ngọt đầu của đối phương, lấy mạng của người Cự Kiếm Môn này. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chẳng biết nguyên nhân gì, vị áo đen này trước khi chết, vẫn còn thừa lực xuất cự kiếm trong tay. Một kiếm đâm xuống, vị đồng môn này hoặc là do thương tích quá nặng không thể di chuyển, hoặc bởi vì thắng lợi tới tay mà phạm sai lầm tương tự, đã bị đóng đinh trên mặt đất, tạo thành một hồi tử chiến thảm thiết không có người chiến thắng.
các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 182: Thiểu nữ cùng Ti Tuyến. Một khi đã hiểu được cái chết của hai người, Hàn Lập chỉ có thể chúc vị sư huynh này đường xuống hoàng tuyền thuận lợi, sớm ngày đầu thai, rồi không khách khí lục tìm trên người hai người này. Dù sao thì cũng đã chết, hai túi chữ vật kia Hàn Lập tự nhiên thu lấy. Một lần tìm qua cũng không thấy gì, thần sắc bắt đầu ngưng trọng, lại cẩn thận tra xét lần nữa, vẫn không có gì. Hàn Lập chợt thấy lạnh cả người, căng thẳng hẳn lên, tim bắt đầu đập thình thịch. Nơi này còn có người thứ tư tồn tại, chính là người đã lấy đi túi chữ vật. Tuy nhiên người này 89/10 đã sớm rời khỏi nơi đây, nhưng cũng không thể cam đoan là ở phụ cận quan sát. Lấy hai thi thể này làm mồi dụ, đang tìm sơ hở của hắn. Đối diện là vách núi, trên đó có một vùng cỏ mọc cao, rất tốt để người ta che giấu hành tích, mà Hàn Lập vừa lúc đối mặt với đám cỏ này, đang ngồi xổm bên cạnh thi thể. Cái này càng làm cho hắn bất an. Có lẽ người nọ đang tránh ở sau lưng mình. Hàn Lập thân hình không chuyển động, vẫn bảo trì tư thế như cũ. Từ sau nhìn lại, tựa hồ vẫn chuyên tâm với hai thi thể trước mặt. Nhưng trên thực tế, hắn đã vận dụng 12 phần tinh thần, lặng lẽ lấy ra pháp khí cùng phù lục. Thần niệm cũng vô thanh vô tức mở ra, ý đồ tìm ra người tập kích có thể tồn tại. Kết quả của việc dùng thần niệm tìm kiếm không làm cho Hàn Lập ngoài ý muốn. Tất cả ở phụ cận đều bình thường, không có linh khí dị thường dao động. Cái này cũng không có gì kỳ quái, chính là nếu thực có người trốn ở xung quanh, khẳng định cũng dùng liễm tức thuật thu liễm pháp lực của bản thân, tự nhiên tìm không ra. Mà dụng ý của Hàn Lập khi dùng thần niệm tìm tỏi chính là để đả thảo kinh xà mà thôi. Tối thiểu, đối thủ tồn tại trong tưởng tượng, không dám coi thường vọng động. Mà kết quả cũng đúng như hắn dự tính, hoặc là hắn tự mình dọa mình, căn bản là không có ai ở nơi này, hoặc là người ấn nấp không có cơ hội, vẫn thu liễm khí tức, không định ra tay. Một lúc sau, Hàn Lập đứng lên, xoay người hướng tới bãi cỏ. Sau khi dùng mắt lạnh lùng dò xét nhiều lần, tiếp theo không nói một lời mà đột nhiên vọt đi. Chỉ cất thân mấy lần, đã biến thành một điểm đen, dần dần rời xa. Khi thân ảnh của Hàn Lập hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, trong bụi cỏ vốn vô cùng an tĩnh, một thanh âm sột soạt đột nhiên vang lên. Tiếp theo một bóng người mảnh rẻ đi ra, là một cô gái áo trắng phiêu phiêu. Nữ tử này nhìn như còn trẻ, chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhưng tướng mạo thanh thuần, vẻ mặt trong sáng đáng yêu. Tại nơi sinh sát này lại xuất hiện một cô gái như vậy, thật sự là khó có thể tin được. Theo phục sức xem ra, cô gái này là môn hạ của Yểm Nguyệt Tông. Cô gái nhìn về phía Hàn Lập biến mất, hé miệng cười, lẩm bẩm như một ông già nói, sự can đảm, tâm trí, coi như cũng được, chính là pháp lực kém một chút, tư chất xem ra cũng là vấn đề lớn, không có bao nhiêu tiềm lực. Nếu có thể còn sống rời khỏi đây, cũng có thể xem là có tài. Chẳng qua, xem thân pháp khi hắn chạy trốn, tựa hồ là khinh công của thế tục, nhưng cũng không tệ, thật đúng là thú vị. Cô gái giờ giờ cầm, trong ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Nếu Hàn Lập nghe được những lời này, chỉ có thể cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đối phương nói rất khẳng định, chỉ vài lời đã đem hết những chỗ tốt xấu của hắn nói hết ra, tựa hồ so với bản thân hắn còn muốn rõ hơn. Trước tiên cứ buông tha ngươi một lần, ta có chính sự phải đi làm. Chẳng qua lần sau gặp mặt tiểu tử kia, người cũng không thể dễ dàng đi như vậy được đâu. Cô gái nheo nheo cái mũi của mình, có chút không buông tha nói. Tựa hồ Hàn Lập hắn đã trở thành một món đồ chơi mới trên tay của người ta, đối với nàng có sức hấp dẫn lớn, cũng không muốn bỏ đi. Cuối cùng, cô gái tặc lưỡi, đưa tay lấy ra tấm phù lục, vung tay lên, cả người chìm trong một màn lục quang chói mắt, biến mất không thấy nữa. Nếu có người ở đây thấy cảnh này, chỉ sợ lập tức đau lòng mà mắng to đây là nữ bại gia, có thể đem một độn thuật phù lục khó thấy trong tu tiên giới mà tùy ý sử dụng như vậy. Đây chính là phù lục trung cấp bậc thấp. Phải biết rằng, người bình thường có một độn phù này,
còn không lo lấy làm bảo vật gia truyền, và lúc sinh tử mới có thể dùng, nó chính là lợi khí chạy trốn tốt nhất. Tất cả điều này, Hàn Lập không biết, đương nhiên sẽ không quan tâm. Càng không biết, có một nữ tử như vậy đã để ý đến hắn. Bản thân hắn chỉ thấy thoải mái thoát khỏi khốn cảnh, đã là may mắn lắm rồi. Mặc kệ nơi đây có người ẩn nấp hay không, Hàn Lập cũng không định tìm hiểu. Dù sao càng gần vùng trung tâm, địch nhân cũng càng ngày càng nhiều. Kiểu như dùng xảo kế mai phục, việc tập kích người khác trở nên như cơm bữa, thường xuyên phát sinh. Bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, phải né tránh tất cả tranh đấu không cần thiết. Đây mới là tiêu chuẩn của Hàn Lập trước khi hành động. Càng huống chi, Hàn Lập trên hai thi thể kia cũng không phải là không thu hoạch được cái gì. Nghĩ như vậy, Hàn Lập đưa tay ra. Một sợi ti tuyến trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay. Cái này chính là lúc hắn gần đi, thuận tay lấy được. Hàn Lập rót chút pháp lực vào, ti tuyến này càng ngày càng duỗi dần ra, cuối cùng trở thành một sợi dây dài hơn 10 trượng. Hàn Lập tùy tâm khu động múa may ti tuyến chốc lát, lập tức cảm giác được sự diệu dụng của vật này. Vật này sử dụng thật sự là vũ khí ám toán rất tốt. Bằng đặc tính tự ẩn hình của nó, cùng tính chất 10 phần co giãn lại vô cùng sắc bén, Hàn Lập tự tin có thể lấy đầu của địch nhân mà đối phương không kịp cảm thấy gì. Thật không hiểu, ti tuyến này rốt cuộc dùng vật gì mà luyện chế thành. Nếu là chiều dài có thể dài hơn nữa, có thể nói là vô cùng diệu dụng. Hàn Lập hứng chí khu xử ti tuyến này đen 10 cây đại thụ ở phụ cận. Tất cả đều cắt làm đôi, không tốn chút sức. Điều này làm cho hắn hoan hỉ không thôi, so với tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều. Hàn Lập không biết, nhưng vào lúc này, trên một bãi cỏ cách trung tâm cấm địa không xa, hai nhóm đệ tử hóa đao ổ cùng thanh hư môn đụng độ nhau, đang chém giết không thể tách ra được. Bởi vì mỗi bên đều có 5-6 người, thực lực cũng tương đương nhau, kỳ phùng địch thủ. Đây là lần đầu tiên tử đấu tại huyết sắc thí luyện, lần này mang tính chất quần đấu, chính là bên nào cũng muốn tiến vào trung tâm cấm địa trước để hái linh dược. Nếu có thể đem đối thủ bên cạnh tiêu diệt tại đây, đương nhiên càng muốn thừa dịp mà thực hiện. Kết quả cuối cùng, nhóm đạo sĩ thanh hư môn cao hơn một bậc, sau khi đánh chết đại bộ phận đối thủ, đã xông vào khu trung tâm trước. Tại nơi đây không chỉ có các loại kỳ hoa dị quả thiên địa linh vật, nhưng lại có một số yêu thú bậc một thực lực cường đại bảo hộ, có thể ganh đua cao thấp với đệ tử đỉnh cao trúc cơ kỳ. Mỗi lần đánh chết yêu thú, đem thuốc đi, chỉ cần nơi đây lại sinh ra linh dược, yêu thú kia cũng sẽ khó hiểu mà xuất hiện, tuy nhiên không nhất định là cùng loại. Cao nhân các phái đối với việc này cũng rất khó hiểu hơn nữa. Đệ tử các phái hàng năm đến đây chỉ có thể ở bên rìa khu trung tâm mà thu thập linh dược, mà không dám đi vào bên trong, sẽ bị một số cấm chế vây khốn hoặc giết chết. Hơn nữa yêu thú bên trong cũng càng thêm khó chơi. Bằng tiểu tốt như bọn họ không có khả năng đánh lui, bởi vậy chỉ có thể ở bên ngoài rìa. Mặc kệ đệ tử thanh hư môn tiên hạ thủ vi cường, đã chắc gì hái được linh dược. Hàn Lập lúc này lại gặp nguy cơ lớn nhất trong chuyến đi vào cấm địa. Tại một ngã đường đã bị một gã cự kiếm môn cùng một gã thiên khuyết bảo trước sau chặn lối. Đại hán cự kiếm môn này, Hàn Lập rất quen thuộc, đúng là tên dâu quai nón đã trừng mắt với hắn. Hiện tại hắn đang nghe răng cười nhìn Hàn Lập, bộ dáng muốn báo thù rửa hận. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 183 Dung Linh Phủ. Hàn Lập cảm thấy trong miệng khô khốc, không nghĩ tới bản thân ngàn vạn lần cẩn thận lại bị người khác phục kích, mà lại gặp phải tình huống ác liệt nhất, lấy một địch hai. Lúc này vị trí của hắn trong tài liệu gọi là Nhất Tuyến Thiên, hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác. Nếu không ngự khí phi hành, cả đoạn đường chỉ có một con đường nhỏ này là có thể thông tới khu trung tâm, mà hai bên đường nhỏ đều là vách núi cao vòi vọi. Cho dù Hàn Lập có công phu võ công tuyệt thế khinh công của thế tục, cũng không dám xem thường mà trèo lên. Cho nên ngự khí phi hành trực tiếp bay qua, càng không cần phải nói, tuyệt đối là hành vi tự sát, rõ ràng là làm bia cho người khác tập kích. Không đến lúc tất yếu,
đệ tử các phái ai cũng sẽ không đi làm cái chuyện ngu ngốc này. Hơn nữa với kinh nghiệm của các vị tiền bối đã trải qua, cũng nói cho bọn họ biết điểm này. Ngự khí phi hành là hành vi tuyệt đối nghiêm cấm trong cấm địa, nếu không chỉ có kết cục bỏ xác. Hàn Lập khi tiến vào nơi đây, do dự một hồi, nhưng cũng không dám dùng con đường ngắn nhất mà bay qua, cho nên đành phải thành thật đi theo con đường nhỏ này, chậm rãi mà đi. Đương nhiên, đã biết nơi này hung hiểm, Hàn Lập đã 12 phần cẩn thận, dọc theo đường đi, thời khắc nào thần kinh cũng tập trung căng thẳng. Nhưng hắn vừa mới bước tới chỗ giao nhau của con đường, còn chưa kịp thở ra, không có chút dấu hiệu nào, đã bị hai người này ngăn chặn đường lui trước sau. Hàn Lập thấy biểu tình hung ác của gã dâu quai nón, đã biết có nói gì thì cũng vô dụng. Trước hết tung một cái phòng ngự thủy cháo trên người, tiếp theo phóng ra phi thiên thuẫn, trong tay cầm sẵn pháp khí kim phù từ mẫu nhận cùng một tấm phù lục thổ lao thuật sơ cấp bậc cao. Tên dâu quai nón cùng người phía sau, lạnh nhạt nhìn nhất cử nhất động của Hàn Lập, không có chút ý muốn ngăn cản cùng tấn công. Xem ra hai người đều tràn đầy tin tưởng 10 phần nắm chắc có thể thu thập Hàn Lập, lúc này mới có vẻ thong dong như thế. Cái này cũng khó trách. Người phía sau trông bộ dáng cũng là tới đỉnh điểm của tầng 12. Càng không nói tới tên dâu quai nón công pháp phải đến tầng 13. Bọn họ đối mặt với Hàn Lập chỉ tới tầng 11. Tự nhiên thấy 10 phần thì hết 9 là đã ổn, chỉ là chuyện nhỏ. Hàn Lập thấy vậy, khẽ liếm liếm môi, thầm cười lạnh. Đối phương một khi đã như vậy, hắn tự nhiên phải lợi dụng điểm này. Vì thế, trong khi bất động thanh sắc, Hàn Lập hơi di động thân hình, đưa bản thân với hai người thành thế hai góc, đỡ phải hai đầu thủ địch. Quả nhiên hai người này cũng không có thừa dịp cơ hội này công tới. Từ khi bước vào tu tiên giới tới nay, đây là lần gặp kình địch mạnh nhất, Hàn Lập cũng không thể không cảm thấy sợ hãi. Tuy bị ép buộc phải đánh với người khác, nhưng cũng không đại biểu cho việc đối với bản thân cũng không có chút tin tưởng. Hàn Lập tự biết tuy pháp lực thua xa, đánh lâu sẽ bất lợi, nhưng pháp khí cùng phù bảo trên người cũng đủ để bù lại tất cả chênh lệch này. Hơn nữa nếu thật sự không được, hắn đem thiên lôi tử xuất ra, tiêu diệt một người trong đó cũng không phải là chuyện khó khăn. Chính là hắn có nỡ lấy ra dùng hay không, đó lại là chuyện khác. Chẳng qua, Hàn Lập cũng có chút nghi hoặc, vì sao tên dâu quai nón cùng với người của Thiên Khuyết Bảo không có chém giết lẫn nhau, ngược lại liên thủ, cái này đối với sư huynh đệ cùng môn phái mà nói, cũng là chuyện bình thường. Nhưng hai người này, rõ ràng không phải là người cùng một môn phái. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Bên ngoài cấm địa, dám chọc tức ta, còn liếc mắt với con tiện nhân kia, hiện tại phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi ra mà bồi tội. Tên dâu quai nón như hung thần ác sát nói. Sau đó người này quay đầu lại, nói với người của Thiên Khuyết Bảo, Nghiêm huynh đệ, tiểu tử này cùng ta có thù oán, cứ giao cho mình ta đối phó là được rồi, ta muốn đích thân chiêu đãi người này. Phải cho hắn biết, tu tiên giới không phải hỗn xược như vậy. Muốn không đắc tội với người khác, trước tiên ánh mắt phải lịch sự rồi hãy nói. Người của Thiên Khuyết Bảo nghe xong, nhún vai không thèm để ý nói, tùy ngươi thôi, ta ở một bên hỗ trợ là được rồi. Chẳng qua, cũng đừng giống như lần trước vậy, lật thuyền trong cống rãnh. Nếu không, lại thiếu ta một lần ân tình cứu mạng. Ha ha, lần đó tuyệt đối là việc ngoài ý muốn. Hiện tại đối phó với tên lính mới này, ta xuất ra một nửa thực lực đã là quá dư thừa rồi. Tên dâu quai nón đầu tiên là đỏ mặt lên, nhưng sau đó bĩu môi khinh miệt nói. Khụ, ngươi cứ tự lo thân đi. Ta cũng không hy vọng có một ngày vì thế mà nghe tin xấu của ngươi. Dù sao cũng là bằng hữu rượu thịt nhiều năm, tìm được một người hợp tính cũng không dễ. Người của Thiên Khuyết Bảo lắc lắc đầu, tựa hồ đối với sự tự đại của tên dâu quai nón cảm thấy đau đầu. Chẳng qua, hắn cũng không cho rằng đối thủ trước mắt có thể tạo thành uy hiếp gì đối với lão hữu của mình. Sau khi nói xong, hắn ở một bên nhìn chăm chú. Hàn Lập ở một bên, nghe rõ ràng lời đối thoại của hai người. Từ trong đó cũng rút ra một số điều làm rõ ràng sự nghi hoặc trong lòng. Hai người này thì ra vốn là bằng hữu, quan hệ trông ra cũng không tệ.
Hai người này khẳng định là liên thủ đối địch khá ăn ý, so với người bình thường lâm thời liên thủ thì khó ứng phó hơn nhiều. Nghe khẩu khí của đối phương, tựa hồ phối hợp cũng không phải chỉ mới một lần. Hàn Lập không khỏi rất là buồn bực. Xem ra chỉ có xuất thủ đoạn lôi đình, trước tiên giải quyết một tên, tên còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chẳng qua, cái này cũng thật là tà môn. Vốn đệ tử các phái tùy cơ mà truyền tống đi, lại còn có thể để cho bọn họ tới cùng một chỗ. Thật sự là không có thiên lý. Hàn Lập hận hận thầm nghĩ, đối với hai người này có vận khí như thế, rất là hoài nghi cùng với bất bình. Hàn Lập không biết, trong lòng của người thuộc Thiên Khuyết Bảo kia cũng đang dương dương tự đắc về việc này. Người này thấy gã râu quai nón đi về phía Hàn Lập, liền không khỏi tự suy nghĩ lẩm bẩm. Nghĩ tới cùng bạn tốt có thể tụ tập lại cùng một chỗ, công thần lớn nhất chính là Dung Linh Phù. Dung Linh Phù bậc cao này thật sự hữu dụng, chỉ cần một khắc trước khi vào cấm địa, hai người đồng thời sử dụng phù lục này, liền có thể đem linh khí hai người tạm thời liên kết với nhau, được cấm chế truyền tới cùng một chỗ. Tuy nhiên nghe người ta nói, khả năng thành công cũng chỉ là 5 năm, hơn nữa giá tiền rất lớn, vượt xa các phù lục sơ cấp bậc cao khác. Nhưng bọn họ dù sao cũng đã thành công, có thể mai phục tại nơi đây, liên thủ xử lý đệ tử các phái khác, có thể nói là đại thu hoạch. Nói lại, hắn ta cũng không phải là ngốc, bỏ ra số tiền lớn mạo hiểm đến cấm địa này, cũng không phải vì linh dược kia mà đa số mọi người như hổ rình mồi, chỉ là vì có thể quang minh chính đại giết người đoạt bảo, kiếm tiền mà thôi, lại không hề có hậu hoạn gì. Tin tưởng rằng chỉ cần hai người bọn họ liên thủ, chỉ cần không động đến các cao thủ, nói vậy có thể dễ dàng hoàn thành mục đích này. Tiếp theo là tìm một chỗ mà trốn vào, đợi cho đến khi hết thời gian, liền có thể an toàn đi ra ngoài. Cái này thật sự là kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ, cũng chỉ có bản thân mới có thể tưởng tượng ra thôi. Người của Thiên Khuyết Bảo tưởng tượng tới tiền đồ tốt đẹp sau khi rời khỏi đây, không khỏi cảm thấy lâng lâng, tâm thần tự nhiên không để ý tới đại chiến sắp phát sinh. Lúc này, gã râu quai nón hạ cái túi màu xanh xuống, nhe nanh cười hướng về phía Hàn Lập mà đi tới, tựa hồ muốn ra tay. Chẳng qua, không biết là do vị bạn tốt kia nhắc nhở có tác dụng, hắn nửa đường lại sử dụng phù lục, làm cho quanh mình khởi lên một màn hào quang màu xanh biếc, gia tăng phòng hộ. Gặp tình cảnh này, Hàn Lập hơi cau mày, có chút đau đầu. Hắn vốn đối với thủ đoạn của Linh Thú Sơn có chút kiêng kỵ, chuẩn bị lợi dụng người này sơ sẩy, trước tiên xử lý người này. Nhưng hiện tại đối phương đã xuất ra phòng hộ pháp thuật, cái này không thể trong nhất thời có thể hoàn thành được. Đương nhiên nếu xuất ra Thiên Lôi Tử, người này có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng vô dụng, nhưng cái này cũng chỉ có một lần là tiêu hao hết, không đến nước sống chết. Trước mắt, thời điểm mấu chốt, Hàn Lập cũng không định dùng đến. Một khi người này đã không được, Hàn Lập tự nhiên đem chủ ý chuyển sang trên người đệ tử của Thiên Khuyết Bảo. Thấy người nọ đang chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bộ dáng đang suy tư cái gì đó, một chút cũng không lưu ý đến tất cả tình tiết đang phát sinh. Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, biết cơ hội đã tới. Tiếp theo, cũng không suy nghĩ nữa mà đem thổ lao thuật phù lục cầm trong tay, đột nhiên hướng về phía gã râu quai nón. Kết quả, phù lục ở giữa không trung biến thành một đạo hoàng quang, bắn tới trên người đối phương, bao quanh lớp phòng ngự trên người gã râu quai nón, hình thành một lớp vỏ lớn hơn màu vàng, bao chặt lại ở trong, không thể đi tới chút nào nữa. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 184, Kim Quang Chuyên Chi Uy. Tên râu quai nón thấy phù lục của Hàn Lập tới, cũng không có gì lo lắng. Trên người hắn là vòng bảo hộ mộc thuộc tính, lực phòng hộ kinh người, công kích bình thường căn bản là không để vào mắt. Hơn nữa bằng với một tay lính mới 11 tầng công pháp như đối phương, hắn cũng không tin trên người lại có phù lục uy lực lớn gì. Nhiều lắm thì cũng chỉ là sơ cấp bậc trung. Bởi vậy vẫn không thèm để ý tiếp tục tiến tới, mở rộng cái túi ra, tựa hồ muốn phóng cái gì ra ngoài.
mà khi hắn ngoài ý muốn bị màn hào quang màu vàng vây khốn tại chỗ, sau khi nhận ra là thổ lao thuật, vẻ mặt tên dâu quai nón mới khẽ biến, cảm thấy sự tình có chút không ổn. Lúc này, trong túi của hắn xuất ra một con rắn màu xanh biếc có một đôi cánh thịt màu tím. Cặp rắn này vừa hiện, liền lập tức oa oa kêu lên vài tiếng quái dị, mạnh bạo không ngừng công phá màn hào quang màu vàng, làm cho màn hào quang bị công kích làm cho không ngừng run rẩy, khí lực phảng phất cũng không nhỏ. Tên dâu quai nón thấy vậy, trong lòng vui mừng, lại lấy ra một cái túi nữa, tiếp tục thả ra một con linh thú nữa, hợp lực đánh nát thổ lao. Hắn tin tưởng rằng không cần tốn nhiều thời gian, hắn liền có thể thoát ra. Đến lúc đó, nhất định đem xương sườn của đối phương mà moi ra, mới tiết được mối hận trong lòng. Hàn Lập căn bản không để ý đến địch nhân bị vây khốn, mà thân hình chợt lóe, nhằm về phía người của Thiên Quyết Bảo. Thân pháp cực nhanh, dọc theo đường đi hắn như ẩn như hiện, thậm chí còn xuất ra ảo ảnh nối nhau, có vẻ cực kỳ quỷ mị. Đồng thời, tay của hắn vỗ nhẹ xuống túi trữ vật ở bên hông, kim phù tử mẫu nhận đột nhiên đổi thành pháp khí khác không lớn bằng, được nắm chặt trong tay của hắn. Lúc này, người của Thiên Khuyết Bảo rốt cục từ trong mộng đẹp tỉnh lại, liếc mắt thấy cảnh tượng quỷ dị như thế, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng lui về phía sau, lập tức lật bàn tay ra. Một đạo phù chỉ liền xuất hiện trên tay của hắn. Lúc này, Hàn Lập còn cách hắn ít nhất 8-9 trượng nữa. Điều này làm cho trong lòng hắn cũng không lo lắng mấy, bởi vì vẫn còn đủ thời gian thi triển phù lục. Nhưng còn không chờ hắn dùng linh lực kích phát phù lục, đã kinh ngạc thấy Hàn Lập đang xông tới, đột nhiên nhìn về phía hắn mà cười một cách thần bí. Tiếp theo một tay hướng về phía hắn nhẹ nhàng vung lên, động tác giống như người thường ở nhân gian chào hỏi lẫn nhau. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy trên cổ hơi ngứa, tựa hồ có con muỗi cắn một cái. Người của Thiên Khuyết Bảo dùng mình, còn chưa kịp hiểu được dụng ý của đối phương, liền cảm thấy thiên toàn địa chuyển, tiếp theo hai mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Nghiêm huynh đệ, tên dâu quai nón linh thú sơn đứng ở bên kia, hai mắt trợn lên. Tất cả đều thấy rõ ràng, không khỏi thất thanh kêu lên. Hắn chính mắt nhìn thấy, Hàn Lập vọt tới còn cách bạn tốt của hắn vài trượng, thì tay nhẹ nhàng vung lên, thì người bạn lâu năm của hắn đã mất đầu. Đầu người rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất, người chia làm hai, thân mình không đầu lại tiếp tục lui lại mấy bước, rồi mới ngã xuống đất, một luồng máu bắn vọt lên cao mấy thước. Tên dâu quai nón cảm thấy tay chân lạnh lẽo, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra. Thủ đoạn đối phương giết chết bạn tốt của hắn rất yêu dị. Thế nào mà lại cách không giết chết, hắn có thể thấy rất rõ ràng, đối phương thật sự một chút pháp thuật cũng vô dụng. Tiểu tử, chờ ta ra ngoài, ta phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Tuy cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, tràn ngập cảm giác thương tiếc cho bạn, tên dâu quai nón cấp cho mình thêm can đảm, giả ra hình dáng hung thần ác sát, cố gắng hù dọa. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn đã sớm quyết định, chỉ cần thoát khỏi thổ lao thuật, liền lập tức chạy thật xa, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tiểu tử trước mắt rất tà môn, chẳng những có thổ lao thuật phù lục bậc cao, còn có thể giết người vô hình, thật sự không dễ đối phó. Vì bạn tốt báo thù tất nhiên là trọng yếu, nhưng cái mạng nhỏ của bản thân tựa hồ càng quan trọng hơn. Tên dâu quai nón nhìn như hung ác, nhưng lại nhát gan như chuột nhắt, khi yếu sợ mạnh. Cái này thật đúng là làm cho người ta ngạc nhiên. Hàn Lập đương nhiên không biết được ý nghĩ của đối phương. Hắn chỉ thấy được đối phương lại thả ra một con dã thú giống như là xuyên sơn giáp, cùng con rắn kia tấn công màn hào quang màu vàng. Mà bản thân hắn cũng xuất ra một đôi pháp khí thiết bổng, hỗ trợ hai con quái thú đang phá màn hào quang, làm cho màn hào quang lóe lên lúc sáng lúc tối không ngừng. Xem ra thổ lao thuật cũng không duy trì được bao lâu nữa. Ý thức được điều này, Hàn Lập lúc này lấy ra phù bảo kim quang chuyên đưa đến trước mắt, dùng hai mắt nhìn thẳng vào, ngưng thần khu động. Cách dùng khác với pháp khí bình thường, Hàn Lập thật sự lo lắng. Đối phương dù sao cũng là cao thủ tầng 13, nếu một đòn không thể đánh chết, chờ hắn thoát khốn thì sẽ gặp phiền toái rất
lớn. Hắn đến nay vẫn nhớ rõ trận chiến vất vả với Lục Sư Huynh. Lục Sư Huynh lúc ấy cũng chỉ tới tầng 12. Tuy nói, hắn hiện tại xuất kỳ bất ý dùng ti tuyến trong suốt xử lý một người cũng là tầng 12. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc gã dâu quai nón đã có phòng bị cũng sẽ dễ dàng để cho hắn đắc thủ như thế. Dưới thổ lao thuật, gã dâu quai nón thấy Hàn Lập có hành động kỳ quái với phù bảo trong tay, trong lòng rất khẩn trương. Một đôi thiết bổng màu đen vung đập càng thêm gấp. Như màn hào quang màu vàng của thổ lao thuật, thật sự lợi hại. Cho dù biến hình thành ảm đạm cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn kiên cường bảo trì hoàn chỉnh, làm cho tên dâu quai nón cơ hồ tức muốn hộc máu. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ linh khí kinh người theo phía Hàn Lập mà phóng lên cao, không khỏi động tác chậm lại, dừng tay nhìn lại. Chỉ thấy trên tay Hàn Lập kim quang đại phóng, một vật thể hình chữ nhật kim quang sáng rực chậm rãi bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, mà linh khí tận trời chính là từ trên vật này truyền đến. Phù bảo! Tên dâu quai nón sắc mặt đại biến, sợ hãi kêu lên. Hắn lại nhìn ra được lai lịch của kim quang chuyên này, nhưng hắn không biết Hàn Lập lúc này sắc mặt cũng tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ. Bởi vì vật thể đang lơ lửng kia đang liều mạng hút lấy pháp lực trong cơ thể hắn, cuồn cuộn không ngừng, liên miên không dứt, căn bản là không thể dừng lại. Không hề vì Hàn Lập muốn thở không nổi mà bỏ qua. Hàn Lập âm thầm kêu khổ, một bên than khổ, một bên mắng vạn bảo các đã bán vật này cho hắn. Phù bảo này là cái gì? Rõ ràng là quỷ hút máu chết người. Chẳng qua, khi đã hấp thụ 3 phần pháp lực của hắn, phù bảo rốt cục đình chỉ hành động điên cuồng đó, trở nên bình tĩnh lại, quyền khống chế lại về tay Hàn Lập. Lúc này, Hàn Lập một chút cũng không do dự, lấy tay vung ra, kim quang chuyên phù bảo lập tức bắn nhanh ra, thẳng hướng đến tên dâu quai nón còn khốn trong thổ lao thuật. Lúc này sắc mặt vàng như nghệ, hồn vía lên mây, kim chuyên đón gió mà lớn lên, trong chớp mắt biến lớn như một gian phòng, mặt trên linh khí vần quanh, kim quang bắn ra 4 phía, thanh thế thật là kinh người. Khi đến trên đỉnh đầu của tên dâu quai nón, kim chuyên đã giống như một ngọn núi nhỏ, không khách khí mà vỗ thẳng xuống. Ầm, a, một tiếng nổ cùng tiếng hét thảm thiết của tên dâu quai nón vang lên, sau đó đất cũng kịch liệt chấn động. Hàn Lập vừa mừng vừa sợ, vẻ mặt còn có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ cứ như vậy đã tiêu diệt được tên tầng 13 kia rồi sao? Hàn Lập có chút khó có thể tin được. Hắn đem phù bảo thu lại, kim quang chuyên kia lập tức khôi phục nguyên hình, bay về trong tay Hàn Lập, mà chỗ kim chuyên nện xuống, một cái hố siêu to sâu cả trượng rộng vài chục trượng xuất hiện. Mà tên dâu quai nón cùng linh thú của hắn sớm đã thành đám bùn, không còn phân biệt được đâu là đâu. Đối mặt với kim chuyên, bất luận là màn hào quang màu vàng của thổ lao thuật hay là màn phòng hộ của tên dâu quai nón cũng không thể tồn tại được, không thể cản trở một chút nào, đều bị đập nát. Đây là sự thật. Hàn Lập có chút mờ mịt, giống như một quyền đánh ra, lại như đánh vào hư không. Rốt cuộc là tên dâu quai nón này quá tệ, hay là kim quang chuyên này uy lực quá lớn? Hàn Lập nhất thời không thể phán đoán ra. Chẳng qua, làm ra tiếng động lớn như vậy, nơi này không nên ở lâu, đó mới là thực tế. Hàn Lập sau khi mơ hồ một chút, liền thanh tỉnh lại. Hắn đem 2 thi thể kia hủy đi, rồi mang theo mớ túi chữ vật có được ngoài ý muốn, rời khỏi nơi đây, rời khỏi nhất tuyến thiên này. Sau khi đi một hồi, tới một khu rừng rậm, đây cũng là nơi phục kích giết người rất tốt. Hàn Lập trước khi tiến vào, quyết định tìm một chỗ trước tiên nghỉ tạm một chút, khôi phục lại hạ pháp lực đã tổn thất, nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 185, Cường Giả. Khi Hàn Lập ở ngoài rìa khu rừng rậm, tìm được rồi một cây đại thụ rậm rạp, bắt đầu khôi phục nguyên khí, thì cả cấm địa đã bắt đầu tới đợt cao trào giết chóc đầu tiên trong lần huyết sắc thí luyện này. Các vai diễn lợi hại đều đã lộ ra, bắt đầu đối với bộ phận nhỏ yếu hơn tiến hành đại thanh tẩy.
Càng gần tới khu vực trung tâm, giết chóc càng xảy ra thường xuyên hơn và đẫm máu hơn. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có cao thủ thực lực tương đương đụng nhau, cũng sẽ phi thường ăn ý không đụng độ nhau, mà tìm người khác mà giết. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm bọn họ đụng nhau. Lại nói tiếp, đệ tử các phái trong cấm địa có thể chia làm 3 loại người. Một loại thực lực cực thấp, công pháp chỉ mới có tầng 11 thậm chí tầng 10. Bọn họ tiến vào cấm địa nguyên nhân không giống nhau, hoặc là có nỗi khổ bất đắc dĩ, bị buộc mà đến đây, hoặc là có hy vọng tìm kiếm sự may mắn, đục nước béo cò. Nhưng mặc kệ mục đích của bọn họ là gì, cũng đều là thuộc tầng dưới chót của huyết sắc thí luyện, chỉ có thể nhận lấy vai diễn bị người khác giết chóc. Thường thường sau một ngày tại cấm địa, trừ khi là những người thông minh nhất có thủ đoạn đặc thù tự bảo vệ, loại người thực lực quá yếu sẽ bị người khác thanh trừ rất nhiều. Đương nhiên loại giống như Hàn Lập, có thể dựa vào dị bảo trực tiếp va chạm với các vai diễn khác, có thể xem như là ngoại lệ. Loại người thứ hai là giống như tên dâu quai nón vừa rồi, pháp lực không kém, nhưng lại tự biết mình thực lực còn kém xa các cao thủ khác, tự biết vô vọng tìm được linh vật. Bọn họ không muốn liều mạng với các cao thủ hàng đầu tại cấm địa, cũng không muốn tìm linh dược gì, lại đem sự chú ý tới những người khác vừa sức, ý đồ nhân cơ hội giết người đoạt bảo, tranh thủ đại phát tài. Những người này tại huyết sắc thí luyện có thể sống được 2 ngày, nhưng tới ngày thứ 3 sẽ tự động biến mất khỏi khu vực trung tâm, không hề hiện thân. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ngày thứ 3 là ngày mà các cao thủ điên cuồng quyết đấu. Lúc này mà nói, đám người có thực lực bậc trung như họ mà gặp phải tuyệt đối là tử lộ. Đương nhiên, trong đó cũng có một số người tự nhận thức rõ được thực lực của bản thân, không có đâm đầu vào cơn lốc xoáy tranh đoạt linh dược, mà rơi vào kết cục tan xương nát thịt. Chẳng qua đại bộ phận những người này thì đã sớm tìm chỗ trốn đi, thường thường lại là loại người tại huyết sắc thí luyện còn sống nhiều nhất. Mà loại người thực lực cường đại lại đều chết thảm, cái này không thể không nói là sự trào phúng. Loại người cuối cùng là ít nhất. Bọn họ là đỉnh cao nhất của kim tự tháp, là đệ tử tinh nhuệ nhất của các phái tiến vào cấm địa, là những người được thượng tầng của các phái ký thác sự hy vọng, cho nên các đồng môn khác cũng chỉ để làm vật hy sinh mà thôi. Bộ phận tinh nhuệ này, pháp lực thâm hậu, còn có pháp khí đỉnh cao có uy lực kinh người. Mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là đánh chết người của các phái khác, cướp lấy càng nhiều linh dược càng tốt. Mà lần đầu giết chóc đại quy mô này bắt đầu, chính là bọn họ ăn ý không hẹn mà cùng tiến hành. Rõ ràng chính là muốn loại bỏ đi hết các vai diễn chỉ muốn đục nước béo cò, miễn cho bị những người này làm vướng bận tay chân, đỡ bớt rắc rối. Hơn nữa, bọn họ thật sự đối với những người đã tiến vào khu trung tâm, thực cũng không vội kinh hoàng. Dù sao tiến vào thì dễ dàng, nhưng muốn mang theo linh dược đi ra thì lại là chuyện khác. Giết chóc thì cứ tiến hành. Nhưng bởi vì Hàn Lập còn cách khu trung tâm một đoạn, đang tiến hành khôi phục pháp lực. Nhưng các kẻ yếu khác lại không có sự may mắn như Hàn Lập. Có rất nhiều người bị cuốn vào vòng giết chóc, đang khổ sở muốn tránh ra, cố gắng bảo trì cái mạng nhỏ. Mà Tiêu Nhị của Hóa Đao Ổ là một trong số đó. Tiêu Nhị hôm nay sắc mặt tái nhợt, đang sợ hãi nhìn người đối diện, là một vị đại hán chân trần lưng mang một thanh cự kiếm màu bạc. Chính là người này, trước mặt Tiêu Nhị đã liên tiếp đánh chết 2 người đồng môn Hóa Đao Ổ khác. Dưới cự kiếm màu bạc của đại hán, bất luận là thượng phẩm pháp khí cùng vòng bảo hộ phòng ngự gì, tựa hồ đều không chịu nổi một kích, giống như là cắt một tờ giấy mỏng. Cuối cùng, thậm chí ngay cả người cũng bị chém thành 2 nửa. Chẳng qua, cũng bởi vì có các đồng môn khác ngăn bước, thấy tình thế không ổn, Tiêu Nhị mới có thể nhân cơ hội chạy trốn. Một đường chạy trốn lạc đến đây. Nhưng đáng tiếc chính là, đại hán tựa hồ không có ý muốn buông tha hắn, đã đuổi theo hắn mấy canh giờ, rốt cục đã dồn hắn vào nơi này. Điều này làm cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu tự sát đi, ta có thể để cho ngươi toàn thây. Đại hán ánh mắt lạnh lùng, không chút biểu tình nói, ngươi chết đi. Tiêu Nhị tự biết mạng đã khó giữ rồi, trong tuyệt vọng bạo phát ra sự liều mạng. Trên người có 2 kiện thượng phẩm pháp khí, tất cả đều xuất ra ngoài.
ngu xuẩn. Đại hán lạnh lùng nói, tiếp theo cự kiếm màu bạc trên lưng phóng lên trời, không tốn chút sức đem hai kiện pháp khí đánh nát ra. Sau đó thuận thế đem Tiêu Nhị chảm thành hai đoạn. Sau khi làm tất cả những chuyện này, đại hán cũng không thèm nhìn tới thi thể của Tiêu Nhị mà lập tức quay đầu bước đi. Một chút cũng không có ý động tới túi trữ vật của đối phương. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có cự kiếm màu bạc này thì một món pháp khí cũng không cần. Các pháp khí bảo vật khác ngược lại chỉ làm cho hắn phân tâm, đối với việc tu hành của hắn rất bất lợi. Cùng lúc đó, bên cạnh một dòng suối nhỏ khu vực phụ cận trung tâm, một nữ đệ tử của Điểm Nguyệt Tông, đầy mồ hôi chỉ huy kiện pháp khí như mảnh lụa, đang khổ sở ngăn cản hai kiện phi, đao hồng quang lập lòe, mắt thấy không lâu sau là đã không thể chống đỡ được nữa. Vị sư huynh hóa đao ổ này, không thể buông tha tiểu muội một lần sao chứ? Tiểu muội nguyện ý lấy thân hầu hạ sư huynh một đêm. Người nữ này tại thời điểm sống chết trước mắt, rốt cục bất chấp sĩ diện, xuất vốn liếng lớn nhất của nữ nhân, dẫn dụ đối phương. Nhưng có thành công hay không? Sau khi đã chứng kiến thủ đoạn của đối phương, nữ tử trong lòng một chút cũng không tin tưởng. Được, ngươi đem pháp khí thu hồi lại, ta đáp ứng ngươi. Người nói chuyện là một nam tử áo xanh cỡ 18-19 tuổi. Mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, bộ dáng là mỹ nam tử. Sau khi nói thế, người này liền đem hai thanh phi đao dừng ở giữa không trung, trên mặt mỉm cười nhìn nữ tử. Nữ tử Yểm Nguyệt Tông mừng rỡ, gấp rút liếc mắt đưa tình với nam tử. Sau khi hơi chút do dự, liền chậm rãi thu pháp khí về trong tay. Sau đó bộ ngực sữa vươn cao, như muốn nói cái gì đó. Đáng tiếc cũng không đợi đôi môi anh đào mở ra nói cái gì, mỹ nam tử trên mặt đột nhiên lộ vẻ sát khí, ngón tay đột nhiên chỉ tới. Hai thanh phi đao màu đỏ lập tức nhanh như sấm sét lần lượt bắn xuống. Nữ tử không kịp la một tiếng đã té nằm ra trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Tiện nhân, bằng cái thứ như ngươi mà lại muốn mê hoặc Hàn Thiên Nhai ta. Mỹ nam tử mặt mang vẻ chán ghét, thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn. Tiếp theo, từ bên hông lấy ra một cái khăn tay, lau đi cho bụi ở trên mặt, động tác phi thường âm nhu dịu dàng, giống như là một quý bà vậy. Nhanh đi thôi, nói không chừng trên đường còn có thể gặp nhiều người có thể giải buồn được. Sau khi lầm bầm lầu bầu nói, nam tử tiện tay quăng cái khăn tay lên trên mặt của nữ tử, xoay hông rời khỏi đây. Trong núi rừng, một thi thể đệ tử Linh Thú Sơn nằm trên mặt đất, ở bên cạnh có một trung niên đang đứng. Hắn đang lắc đầu ảo não, nhìn lên bầu trời thì thầm tự nói cái gì đó. Phía sau có vài con quái thú cực kỳ hung ác đang nằm trên mặt đất, không còn hơi thở. Trên núi hoang, một người áo lục bộ mặt xấu xí đang điên cuồng khu xử một bầy ong lớn, vây công mấy người ăn mặc đạo trang. Cứ như vậy, trong cấm địa chuyện kẻ mạnh giết kẻ yếu xảy ra ở khắp nơi. Hàn Lập tuy không có gặp những chuyện này, cũng có thể cảm nhận được mùi máu tươi đang lưu động trong không trung. Nhưng Hàn Lập bất chấp mấy cái này, hắn hiện đang chuyên tâm khôi phục pháp lực, sợ sẽ có kình địch phát hiện ra hắn vào lúc pháp lực đang tổn hao như thế này. Giờ phút này, trong cấm địa một đêm đã trôi qua, làm cho Hàn Lập có chút kinh ngạc chính là đêm tối trong này cũng không hoàn toàn là tối đen, mà cả bầu trời mênh mông thủy chung vẫn có ánh sáng lờ mờ, làm cho người ta thấy có chút không thoải mái. Đang lúc Hàn Lập trong lòng mừng thầm vì pháp lực đã khôi phục, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng hơi thở trầm trọng từ xa xa đi lại, tựa hồ có người đang nhằm hướng cây đại thụ Hàn Lập đang ngồi mà chạy đến. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 186, xuất thủ. Hàn Lập khóe miệng nhích động một chút, trong lòng không khỏi mắng to, nhưng hai mắt đang nhắm chặt bất đắc dĩ phải mở ra. Pháp lực tuy nhiên còn kém một chút mới có thể hoàn toàn đầy đủ, nhưng hiện tại có người đang đến đây, hắn cũng không dám cứ thế mà tiếp tục ngồi ở đó, đặc biệt là không biết tình huống của người đang tới như thế nào. Vị sư huynh nào đang ở trong này, mau cứu tiểu muội. Một nữ tử áo vàng từ khu vực phụ cận rừng cây,
vừa té vừa chạy đến dưới tảng cây chỗ Hàn Lập, vẻ mặt kinh hoàng vẫy tay hướng lên trên cây lớn tiếng hô cứu. Tựa hồ nhận định trên đó nhất định có cứu tinh của mình. Mà cách sau nàng ta không xa, một bóng người màu trắng đang chậm rãi ung dung đi tới, cùng với vẻ kinh hãi của nữ tử hoàn toàn tương phản, tựa hồ phi thường thong thả. Thấy tất cả những điều này, Hàn Lập bĩu môi xem thường, đối với hành vi của vị nữ đồng môn chiêu tai dẫn họa này rất là bất mãn. Việc đối phương có thể tìm được nơi mình ẩn thân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì trước khi đệ tử Hoàng Phong Cốc xuất phát, thì trưởng môn Trung Linh Đạo thi triển một loại khiên dẫn thuật, có thể làm cho các đệ tử trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được vị trí của đồng môn. Đương nhiên đây có hạn chế thời gian nhất định, chỉ có hiệu lực trong phạm vi 10 ngày. Mục đích chính là để cho đệ tử đồng môn có thể giúp đỡ cho nhau, nhằm tăng thêm khả năng chiến thắng. Nghe nói, các đệ tử các phái cũng đều được hỗ trợ các loại pháp thuật tương tự. Hàn Lập dưới sự bất đắc dĩ, cũng giống như nữ tử này. Hắn cũng nhận thức được, đó là nữ đồng môn đã ở cùng một chỗ với Trần Sư Muội. Trừ dáng người tạm được ra, thì tướng mạo thật sự cực kỳ bình thường. Hàn Lập thấy vẻ mặt khổ sở cầu khẩn của nữ tử này, thực cũng không có xúc động đến mức lập tức nhảy xuống dưới, mà là khẽ vạch lá cây ra, cẩn thận dò xét bóng người màu trắng đang đi đến. Mặc kệ cứu hay không cứu, hắn cũng muốn trước tiên nhìn xem người tới pháp lực nông sâu đến đâu. Hắn cũng không muốn chỉ vì nữ tử không thân thích này mà liều cái mạng nhỏ của mình. Nếu bóng trắng pháp lực bình thường, Hàn Lập tự nhiên sẽ không khách khí ra tay đánh chết, làm cái anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng nếu là người pháp lực thâm hậu kinh người, Hàn Lập sẽ liệu đường liên thủ với nữ đồng môn mà đánh lại kẻ địch, hoặc là lập tức trốn đi. Nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn đưa tay lấy từ túi trữ vật ra pháp khí kim phù tử mẫu nhận cùng phù lục phòng ngự, rồi đem sợi ti tuyến quấn lên trên ngón tay vô danh. Hắc hắc, chạy cũng thật khó coi. Nữ đệ tử của Hoàng Phong Cốc đều vô dụng như vậy sao? Chạy một đoạn đường dài như vậy, lại phải tìm đến một tên xú nam nhân nào mà cầu cứu, trên cây chẳng lẽ là tình lang không thành của ngươi? Bóng trắng dần dần đến gần, lộ ra là một nữ tử áo trắng phiêu nhiên. Xem ra khuôn mặt cũng có vài phần tư sắc, chỉ là hai chân mày hướng lên, vẻ mặt đầy sát khí. Lời này, hắn tuy nhiên hướng về phía nữ tử áo vàng dưới tảng cây, nhưng hai mắt biểu lộ sát khí lại không ngừng hướng lên trên cây. Hiển nhiên cũng không hề tự đại như lời bản thân nói. Sự che giấu này không lọt khỏi mắt Hàn Lập, chính là có vài phần cố kỵ. 12 tầng công pháp. Sau khi dễ dàng nhìn ra nống sâu của đối phương, Hàn Lập trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua, hắn có chút nghi hoặc, vị nữ đồng môn dưới tảng cây này cũng là 12 tầng công pháp, sao lại bị đuổi giết thê thảm như vậy? Chẳng lẽ đối phương có thủ đoạn đặc biệt gì, hoặc là có pháp khí lợi hay gì? Hàn Lập đang buồn bực suy nghĩ, nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay áo vung ra. Hai đạo bạch quang liền từ trong tay áo bay ra, bay thẳng đến nữ tử áo vàng. Sư huynh cứu ta, pháp khí của ta đã bị hủy, không thể ngăn cản. Nữ tử áo vàng khuôn mặt thất sắc, vội vàng mở miệng kêu. Lời vừa nói ra, hai đạo kim quang đã phóng nhanh ra, nhằm hướng bạch quang đang bay giữa đường mà đón đầu. Thì ra Hàn Lập đã khu động kim phù tử mẫu nhận cầm trong tay. Hai đạo kim quang chính là hai đạo tử nhận trong số đó. Nữ tử áo vàng mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này mới chấn định trở lại. Hàn Lập sở dĩ ra tay, một mặt là nghĩ nữ tử áo trắng không có gì đáng sợ, hắn có thể ứng phó được. Về phương diện khác là tìm thêm trợ thủ trên đường đi, để khi đối địch đỡ phải đơn độc. Dù sao một đồng môn 12 tầng công pháp, thế nào thì trong tranh đấu sau này cũng có tác dụng. Cuối cùng đã nguyện ý ra tay, ta còn tưởng rằng các hạ sẽ tiếp tục giả câm vờ điếc nữa chứ. Nữ tử áo trắng cười nói, trên mặt không hề giật mình, nhưng đưa tay lên, một ngọn lửa thật lớn đánh thẳng đến cây cổ thụ. Oanh đùng đùng một tiếng nổ vang lên, cây đại thụ nửa trên hồng quang bùng lên, trong nháy mắt đã biến thành tro bụi, nhưng vẫn không có dấu hiệu của bất luận kẻ nào hiện thân. Điều này làm cho nữ tử áo trắng ngẩn ra. Đại hỏa cầu phù lục thật là lợi hại,
cô nương thật đúng là chịu chơi. Đằng sau gốc cây bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của Hàn Lập, hắn tựa như cười mà không cười nói. 11 tầng. Nữ tử áo trắng trước thì ngẩn ra, sau lập tức lộ ra vẻ khinh miệt. Mà nữ tử áo vàng vẻ mặt thoải mái, lập tức lại chuyển sang kinh hoàng, trong lòng không ngừng âm thầm kêu khổ. Nguyên còn tưởng là cao thủ sư huynh nào trong môn, không nghĩ tới lại là sư đệ lính mới pháp lực còn không bằng mình. Vừa rồi nếu thành thành thật thật tránh ở một bên xem náo nhiệt, có lẽ bổn cô nương tâm tình tốt sẽ tha cho ngươi một lần. Nhưng một khi đã xuất thủ, vậy hai người cùng làm đồng mệnh uyên ương đi. Nữ tử áo trắng hai hàng lông mày càng cong lên, dùng khẩu khí âm trầm nói, làm cho khuôn mặt vốn còn có chút tú lệ trở nên dữ tợn hẳn lên. Hàn Lập mỉm cười, không nói được một lời, chỉ điều khiển kim nhận ở trên đầu, thân mình tùy ý đi về phía nữ tử này. Đứng lại, ngươi muốn làm gì? Nữ tử áo trắng khẽ quát, khoát tay vỗ lên trên người xuất ra màn hào quang phòng ngự pháp thuật. Lúc này, Hàn Lập chỉ còn cách khoảng vài chục trượng. Điều này làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc. Vốn lần trước lợi dụng ti tuyến trong suốt, dễ dàng đánh chết đệ tử của Thiên Khuyết Bảo, Hàn Lập đối với loại chiến thuật này cảm thấy rất hứng thú. Vừa rồi ở trên cây, thấy nữ tử áo trắng không có phóng ra phòng ngự pháp thuật, linh cơ vừa động hắn tự nhiên nghĩ tới tái hiện lại màn đó. Nhưng đáng tiếc chính là đối phương thật sự là cẩn thận, sớm ý thức được có chỗ không đúng, đã lấp đi lỗ hồng này. Làm cho Hàn Lập không khỏi ngửa đầu cảm thán, nữ tử thực sự là cẩn thận hơn so với nam tử nhiều. Một khi đã chơi tiểu xảo không được, tự nhiên chỉ có thể cường công. Hàn Lập sau khi thất vọng thì nói gì cũng vô nghĩa. Phòng ngự pháp thuật sau khi được phóng ra, mẫu nhận cầm trong tay nhẹ nhàng rung lên, từ trong túi trữ vật lại bay ra 6 thanh kim nhận giống nhau như đúc, hung hăng đánh về phía đối phương. Nữ tử áo vàng vừa thấy Hàn Lập pháp khí tựa hồ bất phàm, tâm tư vốn đã chết đi lại sống lại, lập tức cũng ném ra một lá phù lục, biến thành một đạo hỏa xà thật dài, bắn tới. Nữ tử áo trắng cười lạnh, ngọc thủ nhẹ nhàng lật ra, một cái gương nhỏ xuất hiện ở trong tay. Nàng ta đem gương nhẹ nhàng chiếu lên, một luồng thanh quang phun ra, bao lấy kim nhận cùng hỏa xà đang đánh tới, làm cho chúng đứng ở giữa không trung mà quần đảo, rốt cuộc không thể hạ xuống, giống như là bị người thi pháp cấm chế trụ. Hàn Lập mắt cũng trợn lên, đây là pháp khí gì? Sao lại có thể nghịch thiên như vậy? Có thể chế ngự pháp khí cùng pháp thuật của người khác như vậy, thế này làm sao đánh? Sư đệ đừng lo lắng, pháp khí này của nàng ta một lần chỉ có thể chế ngự không vùng mà thôi. Hơn nữa mỗi lần chỉ có thể chế ngự nửa khắc thời gian, đến lúc đó phải thu hồi không còn hiệu nghiệm. Nữ tử áo vàng nhìn ra sự kinh hãi của Hàn Lập, lập tức nói lời an ủi. Hàn Lập nghe vậy, lúc này mới an tâm trở lại, chẳng qua nữ đồng môn lại nói một câu, lập tức lại làm cho Hàn Lập tâm trạng căng thẳng. Chẳng qua, ác nữ này là hậu nhân của trưởng lão nào đó của Yểm Nguyệt Tông, được cho rất nhiều pháp khí cổ quái, sư đệ hãy cẩn thận thì tốt hơn. Hàn Lập thấy hết chỗ nói, không chỉ là nữ đệ tử 12 tầng công pháp, thảo nào nữ đồng môn này lại bại một cách chật vật như vậy. Thì ra, đối phương là người có nhiều bảo vật. Sớm biết như vậy, thì cũng không đi làm cái trò anh hùng. Hàn Lập cảm thấy hối hận, thấy 8-9 phần 10 là phải liều mạng rồi. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 187 Hoàng Tước Phong Nhạc. Người nữ áo trắng thấy pháp khí của mình có hiệu quả, ngăn trở được kim nhận của Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Ta đã nói không biết tự lượng sức mình mà ra đây rồi. Đây là kiện pháp khí cao cấp nhất rồi sao? Nàng ta cười nói, nhưng trên tay lại không chần chờ chút nào. Lật tay lấy ra một thủy tinh cầu màu hồng, bắt nó tung nó lên, dừng ở trên đầu của bản thân. Không hay, thủy tinh cầu này có thể ăn mòn pháp khí của người khác. Sư đệ mau ngăn cản nàng ta lại, pháp khí của ta cũng bị hủy như vậy đó. Nữ tử áo vàng sắc mặt đại biến, cuống quýt nhắc nhở. Hàn Lập trong lòng trầm xuống, không do dự vung tay.
đem một thanh ngân câu từ trong tay tung ra, biến thành một đạo ngân quang, hướng thủy tinh cầu của nữ tử mà bay đi. Nữ tử áo trắng khóe miệng khẽ nhếch lên, 10 ngón chắp lại thành một thủ ấn kỳ quái. Thủy tinh cầu trên đỉnh đầu lập tức xuất ra một đạo hồng quang. Thủy tinh cầu vừa thu vào pháp quyết lập tức hồng quang đại thịnh, tự động xoay chuyển, phun ra những dòng chất lỏng màu hồng phấn, hình thành một khối dịch thể lấy quả cầu làm trung tâm, tuy chỉ lớn cỡ một trượng, nhưng cũng che bầu trời trên đầu của nữ tử nọ thành một mảng màu hồng. Hàn Lập do dự, không dám để ngân câu trực tiếp bắn vào dịch thể đó, mà là hao túng nó cắm xuống, trực tiếp nhắm thẳng vào nữ tử áo trắng. Đồng thời hắn lại lấy ra một thượng phẩm pháp khí khác, Thanh Tác, cũng lặng lẽ tung ra ngoài, quỷ dị như là linh xà, vô thanh vô tức lén di chuyển qua đó. Nhanh, nữ tử áo trắng đột nhiên chỉ tay vào thủy tinh cầu, dung dịch nọ bỗng tách ra một khối nhỏ, bay xuống phía dưới, đem luồng bạch quang nọ bao lại bên trong, làm cho lập tức giảm tốc lại mà hiện nguyên hình ngân câu. Thấy một màn này, Hàn Lập trong lòng khẩn trương, mặc kệ ngân câu mà đem Thanh Tác đã đuổi tới sau đó, đem nữ tử áo trắng nọ trói chặt lại, tạm thời bao cả cái vòng bảo hộ nọ lại thành một cái kén. Nữ tử áo trắng tuy pháp bảo nhiều, nhưng nhất thời cũng luống cuống tay chân, không thể lập tức tránh thoát. Mà lúc này Hàn Lập cũng không chần chờ đem phù bảo kim quang chuyên ra. Tuy đối với việc Thanh Tác có thể vây khốn được đối phương bao lâu, trong lòng cũng không biết, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, hy vọng có thể trước khi đối phương phá ra được thì có thể dùng phù bảo đánh chết đối phương. Vị nữ tử áo vàng kia cũng có vài phần thông minh, cho dù không có pháp khí cùng phù lục có uy lực lớn, nhưng cũng không ngừng dùng một ít các loại tiểu pháp thuật như hỏa cầu hoặc băng chùy, không ngừng đánh vào dung dịch đang vây khốn ngân câu cùng tấm gương nhỏ kia, hy vọng Hàn Lập có thể lo giải cứu mấy món pháp khí kia, gia tăng cơ hội thủ thắng. Nhưng đáng tiếc chính là mấy loại công kích này căn bản giống như là gãi nưa vậy, không có hiệu quả gì. Hừ, chỉ là thượng phẩm pháp khí, có thể vây khốn ta sao chứ? Ta lập tức sẽ khiến cho ngươi có biết sự ngu xuẩn của bản thân. Tuy bị nhốt trong vòng vây của Thanh Tác, nữ tử áo trắng vẫn vô cùng kiêu càng nói. Hàn Lập mặc kệ lời nói của đối phương, hắn nâng phù bảo kim quang chuyên lên, chuẩn bị cho việc bị điên cuồng hấp thu pháp lực. Nhưng ngay lúc này, tại từng dặm phía sau nữ tử áo trắng, một đạo linh khí khổng lồ làm cho người ta sợ hãi đột nhiên bạo phát bắn ra. Hàn Lập dùng mình, còn chưa kịp phản ứng, thì một luồng hoàng quang chói mắt như tia chớp từ trong rừng bắn đến, đem Thanh Tác của Hàn Lập, vòng bảo hộ của nữ tử, ngay cả bản thân nữ tử áo trắng nữ cũng đều bị bắn xuyên qua, làm cho nữ tử áo trắng kêu thảm thiết ngã vật ra tại chỗ. Hàn Lập gặp cảnh tượng này cả kinh, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì, thân hình lập tức muốn rút lui, nhưng đã muộn. Một thân ảnh màu lam như lưu tinh cản nguyệt, chỉ xẹt qua vài cái, đã đến bên cạnh thi thể nữ tử áo trắng nọ, chụp lấy túi trữ vật bên hông nàng ta, sau đó ha hả cười, lộ ra thần tình vui mừng. Thấy bản thân đã chậm một bước, Hàn Lập ảo não hít một hơi, nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, cũng cố gắng để tỉnh lại tinh thần, mắt lạnh nhìn chăm chú nhất cử nhất động của người này. Người vừa đến là một trung niên trên mặt có vết sẹo, hai mắt hẹp dài, mũi ưng, toàn thân đầy sát khí, làm cho người ta vừa thấy đã không khỏi rùng mình, đã muốn kính nhi viễn chi. Xem ra công pháp đã tới đỉnh điểm của tầng 13, làm cho Hàn Lập càng cảm thấy trầm trọng. Phong Nhạc, ngươi là cuồng nhân Phong Nhạc của Thiên Khuyết Bảo. Không nghĩ tới, người áo lam còn chưa mở miệng, nữ tử áo vàng đã hoảng sợ kêu lên, vẻ mặt tựa như gặp yêu ma gì cực kỳ đáng sợ. Nỗi sợ hãi vượt xa khi bị nữ tử áo trắng đuổi giết. Hắc hắc, không nghĩ tới, tiểu nha đầu lại nhận ra bổn đại gia. Thành thành thật thật đứng ở nơi đây, sau khi đợi đại gia ta xem thu hoạch như thế nào, rồi mới xử trí các ngươi. Người áo lam tà dị liếc nhìn nữ tử áo vàng, xem gương mặt của hai người này, rồi lại cúi đầu xem xét túi trữ vật ở trên tay. Hàn Lập sờ sờ mũi, thản nhiên nhìn người này, ánh mắt lóe lên bất định. Tuy không biết người đến là có nguồn gốc thế nào,
Nhưng đối với sự kinh hãi của vị sư tỷ này, hắn rất là bất mãn. Đối với Hàn Lập mà nói, mặc kệ người đến là ai, bước chân của mình cũng không thể loạn, địch nhân càng mạnh thì càng phải bảo trì sự bình tĩnh. Hắn nhìn thấy pháp khí đã thoát khốn, liền vung tay, đem kim nhận cùng ngân câu trở về. Kim nhận thì hoàn hảo, còn nguyên như mới, nhưng bộ dáng của ngân câu lại làm cho Hàn Lập hoảng sợ. Vốn pháp khí ngân quang lập lòe đã trở nên đổi màu thủng lỗ chỗ, giống như đã bị hỏng, linh khí không còn, không thể sử dụng được nữa. Lúc này Hàn Lập mới biết được câu hủy diệt pháp khí của nữ tử áo vàng là có ý tứ gì. Thủy tinh cầu kia phun ra chất lỏng màu hồng thuật là độc địa, pháp khí mà gặp phải chỉ sợ đều phải tránh xa ba thước. Hắn sau khi cảm khái lại bị luồng hoàng quang chói mắt phía trước của người áo lam hấp dẫn. Đây là một thanh tiểu đao hình dạng cổ quái, chuôi đao dài cỡ một thước, lưỡi đao dài cỡ 3-4 tấc, thân thể trong suốt, tỏa ra hoàng quang chói mắt. Một món đồ kỳ lạ như vậy, vừa mới đánh chết nữ tử áo trắng. Hàn Lập dương mắt nhìn chằm chằm vào vật ấy, thần sắc dần dần trở nên âm trầm, thần tình như mây đen áp đỉnh, miệng mím chặt lại. Nhưng hai chữ phù bảo vẫn không ngừng hiện lên trong lòng. Từ uy lực của thanh tiểu đao, đến hào quang bên ngoài, linh khí bạo phát kinh người kia, không thể không chứng thực vật này cùng với kim quang chuyên của hắn là giống nhau, là một phù bảo có đầy đủ uy năng của một pháp bảo. Phát hiện này làm cho miệng của Hàn Lập trở nên chua lét. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời vàng vọt, tuy nhìn không ra hiện tại là canh giờ gì, nhưng khẳng định đã là buổi sáng của ngày thứ hai. Hắn hoài nghi, vận khí của bản thân có phải là hôm qua đã quá tốt, cho nên mới sớm ngày thứ hai đã bị đổi vận như vậy. Trước tiên là gặp phải sư tỷ bổn môn, mà phải đối đầu với một nữ nhân nhiều bảo vật của Yểm Nguyệt Tông. Kết quả là pháp khí của người ta lợi hại vô cùng, thiếu chút nữa làm cho hắn ứng phó không nổi. Hiện tại lại gặp cuồng nhân phong nhạc gì đó, chẳng những pháp lực vượt xa mình, lại cũng có phù bảo bên thân, do đó so với nữ tử kia còn lợi hại hơn 3 phần. Thế này thì làm sao hắn có khả năng thoát thân? Hắn cũng không nghĩ vị cuồng nhân này, bởi vì tâm tình vui vẻ mà buông tha cho hai người mình một lần, xem ra chỉ có thể liều mạng một trận. Hàn Lập còn đang nghĩ ngợi, Phong Nhạc ở phía đối diện rốt cục đã kiểm tra xong rồi túi trữ vật, sắc mặt có chút vui mừng ngẩng lên, xem ra thu hoạch cũng không ít. Hắn nhe răng cười một chút, đang muốn hướng về phía hai người Hàn Lập nói cái gì đó, lại liếc mắt trông thấy cái gương nhỏ cùng thủy tinh cầu đang nằm ở trên mặt đất. Trong mắt vẻ tham lam chợt lóe, lấy tay truyền tới, muốn đem hai kiện pháp khí nọ hút vào trên tay. Nhưng đáng tiếc chính là, khi hai kiện pháp khí nọ vừa bay lên, một quả hỏa cầu nho nhỏ từ xa xa bay tới, phá vỡ hành động thu lấy pháp khí, bức hắn không thể không lui về phía sau mấy bước, vung tay lên, thả ra mấy quả hỏa cầu tương tự đánh hủy đi. Điều này làm cho Phong Nhạc trong lòng giận dữ, trên mặt vẻ hung hãn lộ ra. Hỏa cầu này đúng là do Hàn Lập phóng ra. Sau khi thấy được uy lực của cái gương nhỏ cùng thủy tinh cầu, hắn làm sao để chúng nó rơi vào tay của kẻ đối đầu. Mà nữ tử áo vàng bị hành động của Hàn Lập làm cho hoảng sợ, cơ hồ muốn kêu lên thất thanh. Phong Nhạc chậm rãi nhìn về phía Hàn Lập, vết sẹo trên mặt bắt đầu nhăn nhúm, giống như là một con giun đang hoạt động, làm cho người ta không rét mà run. Hắn sau một hồi dữ tợn đánh giá Hàn Lập, đột nhiên mở miệng nói: "Các ngươi muốn chết như thế nào? Muốn ta một đao chém chết, hay là trở thành một cây đuốc thịt từ từ bị nướng chín?" Nữ tử áo vàng nghe xong, thân mình rung lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng, rốt cuộc không thể ức chế nỗi sợ hãi trong lòng, không khỏi lén nhìn sang hai bên, chuẩn bị cho chủ ý khác. "Ta muốn ngươi chết." Hàn Lập mỉm cười trả lời, vẻ cười phi thường tự nhiên, sáng sủa. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 188, Ác Danh. Gương mặt xấu xí của Phong Nhạc cực kỳ khó coi, hắn vạn vạn lần không nghĩ tới đối phương dám chọc ghẹo hắn, trong lòng lửa giận đùng đùng, lên đến cực điểm.
Hắn năm đó tuy trúc cơ không thành, nhưng dựa vào vài món pháp khí không tệ cùng thủ đoạn hung độc, trong hàng đệ tử cấp thấp tại các phái hung danh lan xa. Phải biết rằng, hắn bởi vì kết thù, từng đem người tu tiên khác nhốt trong phòng tối, liên tiếp tra tấn 3 ngày 3 đêm, tiếng kêu la không ngừng, được xem là kẻ giết người hung tàn. Trong hàng đệ tử bình thường, không cần nói đến việc nhìn thấy hắn, mà chỉ nghe được danh hiệu của hắn, thì sắc mặt đa trắng bệch, lập tức chuồn ra xa rồi. Ác danh như thế, các tu sĩ trúc cơ kỳ vốn sớm xem hắn không vừa mắt, tìm cách xử lý. Nhưng hắn cũng rất giàu hoạt, tuy đối với người tu tiên cấp thấp hung ác vô cùng, nhưng vừa thấy người có thực lực vượt trên hắn, lập tức bỏ chạy, trốn trở lại Thiên Khuyết Bảo để tị nạn. Mà Thiên Khuyết Bảo bởi vì uy danh của mình, tự nhiên sẽ không đem hắn giao ra. Vì thế những người đuổi giết hắn cũng chỉ có thể trợn mắt mà để hắn tiêu diêu tự tại. Mà sau khi đã qua cơn đuổi giết, Phong Nhạc lại nghênh ngang xuất bào, tiếp tục tàn độc với người tu tiên khác, cứ như thế liên tiếp vài lần. Các cao nhân này cũng đành phải nhắm mắt mà cho qua việc này. Dù sao Phong Nhạc cũng biết nặng nhẹ, không ra tay với người có bối cảnh chống lưng, không có khả năng thương tổn người thân cận của bọn họ. Kể từ đó, Phong Nhạc trong Thất Đại Phái càng thêm hung hãn điên cuồng, ác danh lan xa, cũng khiến cho hắn càng ngày càng không kiêng kỵ, dần dần tạo thành duy ngã độc tôn, tâm tính điên cuồng có 102. Trừ các đệ tử trong phái Thanh Danh không dưới hắn, căn bản là không xem các tu sĩ cấp thấp khác ra gì. Mà hiện tại, Hàn Lập chỉ là một tay lính mới 11 tầng, lại dám nói ra lời muốn giết hắn. Một kẻ tự đại như Phong Nhạc làm sao mà không giận dữ cho được, muốn chết. Phong Nhạc hít nhanh một hơi, rốt cuộc không thể để Hàn Lập sống lâu thêm một giây nào nữa. Thanh tiểu đao trước người lại tỏa hoàng mang nhắm thẳng vào đầu của Hàn Lập mà bắn tới, định một đao chém bay đầu đối phương. Hắn tự tin, cái vòng bảo hộ màu lam thuộc tính thủy của đối phương tuyệt đối là không chịu nổi một kích của phù bảo của mình. Hàn Lập cũng sẽ không để cho đối phương như ý. Hắn bình tĩnh khoát tay, một mặt đem tiểu thuẫn màu đen rời khỏi tay mà biến lớn lên, bay ra ngoài, trong khoảng cách 2 trượng xung quanh, giữ cho hoàng mang ở bên ngoài. Ngọn tiểu đao hoàng mang va chạm với hắc quang của cái thuẫn màu đen này, liền phát ra tiếng ma sát xẹt xẹt. Tuy nói hoàng mang lập tức chiếm thế thượng phong, đem hắc quang áp ép lui về phía sau, nhưng tiểu thuẫn cũng không cam lòng yếu thế tỏa ra hắc quang, tiếp tục chống cự. Kể từ đó, hoàng mang nhất thời bị chặn lại, không thể phá thuẫn mà vào. Gặp tình cảnh này, Phong Nhạc vẻ mặt ngoài im muốn, mà Hàn Lập cũng khẽ thở dài một hơi. Phong Nhạc cũng không dự đoán được Hàn Lập lại có pháp khí phòng ngự cao như vậy. Hàn Lập cũng vì phỏng đoán của bản thân chính xác mà yên tâm. Hắn dùng phi thiên thuẫn đối kháng vói phù bảo của đối phương, thật ra cũng mạo hiểm không ít. Nếu phù bảo của đối phương uy năng vượt xa với dự tính, thì đầu của hắn sớm đã rơi xuống đất rồi. Ngày ấy khi cùng với Lục sư huynh đối kháng, chỉ với một kiện thượng phẩm pháp khí thanh giao kỳ có thể cùng với phù bảo phi kiếm của hắn rằng co cả nửa ngày. Tiểu đao của Phong Nhạc uy lực cho dù lớn hơn một ít, thì phi thiên thuẫn của mình cũng có thể ngăn cản được một lúc. Sau khi đã cân nhắc, Hàn Lập mới dám mạo hiểm thử một lần. Thấy bản thân tạm thời đã không sao, Hàn Lập lập tức đem phù bảo kim quang chuyên nắm trong tay, chuẩn bị xuất ra để đánh đối phương. Nhưng hắn còn chưa kịp điều động linh lực trên người, bắt đầu thi pháp khu xử. Phong Nhạc ở đối diện đột nhiên hét lớn một tiếng, tiện nhân, ngươi muốn chạy sao? Tiếp theo, thân hình chợt lóe, người đã xuất hiện tại bìa rừng, ngăn giữ một người lại. Người đang lén tìm cách chạy vào rừng kia chính là nữ tử áo vàng. Thì ra, nữ tử này thấy bên mình không có phần thắng, hơn nữa Phong Nhạc hung danh vang xa, trong lòng cực kỳ sợ hãi, liền thừa dịp Hàn Lập cùng Phong Nhạc tranh đấu, đành tính chạy trốn. Hàn Lập đối với hành vi của người này sớm đã thấy, trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng mặc kệ. Một khi đối phương đã không có khả năng trợ giúp, thì đi hay ở cũng không có liên quan. Chẳng qua, đối phương là người đầu tiên liên thủ cũng là người đã phản bội hắn, cho nên hắn sẽ không ngăn trở việc chạy trốn của nàng ta, nhưng cũng sẽ không trợ giúp cho việc này,
để cho tự sinh tự diệt. Hàn Lập lạnh lùng không để ý đến việc này, nhưng Phong Nhạc lửa giận đang thiêu đốt thì làm sao mà chịu. Hắn sớm vì những lời vừa rồi của Hàn Lập mà đã gộp chung cả nữ tử áo vàng này vào, nên khi thấy người này trốn chạy, tự nhiên không thể để như ý, cho nên mới phi thân chặn đường của nữ tử áo vàng này. Vị sư tỷ này của Hàn Lập vừa thấy như vậy, bị dọa giống như người thường quay đầu bỏ chạy, mọi pháp thuật đều quên sạch. Phong Nhạc thấy như vậy, sắc mặt sau khi chuyển vài cái, thân hình vừa chuyển, người đã quỷ dị xuất hiện trước mặt nữ tử này, hơn nữa không chút do dự vung tay ta, thu hoàng mang về tay. Sau đó chọc thẳng vào ngực của nàng ta xuyên thủng ra tận sau lưng, lộ ra một bàn tay đầy máu chảy ròng ròng. Nữ tử áo vàng thân thể đổ gục xuống đất, mắt vẫn mở to, nhưng đã không còn thần thái. Nàng ta trước khi chết, có lẽ hối hận với hành động chạy trốn mặc kệ Hàn Lập. Nhưng trên đời này quả thật không thể đem sự hối hận ra ăn được. Sớm biết đối phương không có pháp khí cùng phù lục có uy lực lớn, mà Phong Nhạc sau khi đánh chết nữ tử áo vàng, sau khi rút tay ra, cố ý liếm liếm máu còn đọng trên ngón tay, sau đó mới như răng cười nhìn về phía Hàn Lập. Chỉ thấy Hàn Lập ở trong vòng bảo hộ, sắc mặt chuyển xanh, môi mím chặt, tuy nhiên cũng không có lớn tiếng kêu lên, nhưng khẳng định là đã bị dọa đến mức hồn phách bay mất rồi. Phong Nhạc đắc ý thầm nghĩ, hắn trước kia đối địch có thể dễ dàng thủ thắng, thật ra hơn phân nửa là do ác danh của hắn ban tặng. Những người cùng hắn tranh đấu chỉ cần nghĩ đến hậu quả sống không bằng chết khi rơi vào tay hắn, thì chưa chiến đã có ba phần sợ hãi, tự nhiên chưa đánh đã thấy bại rồi. Hôm nay Phong Nhạc gặp Hàn Lập công pháp tuy không cao, nhưng pháp khí trên người không tệ, liền tính dùng đến bộ dáng dọa nạt đối phương, để cho không thể toàn lực đối địch, làm cho hắn chiếm lấy phần thắng. Hiện tại xem vẻ mặt của Hàn Lập, thủ đoạn vừa rồi tựa hồ có hiệu quả. Phong Nhạc trong lòng mừng thầm, bước chân dậm mạnh đi tới trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập sắc mặt đích xác khó coi, trong lòng cũng là tư vị nói không được. Chẳng qua, hắn cũng không phải bởi vì thủ đoạn đẫm máu của đối phương mà như thế, mà là vì thân pháp như tia chớp kia cảm thấy đau đầu. Hàn Lập lần trước sử dụng phù bảo kim quang chuyên liền phát hiện, phù bảo này uy lực nhìn có vẻ vượt xa phi kiếm, nhưng khi chân chính đối địch thì lại xuất hiện một khuyết điểm rất lớn. Lực phá hoại của nó đích xác là kinh người, trên cơ bản chỉ cần bị nó đánh trúng, người tu tiên cấp thấp tuyệt không có đường sống, cho dù trên người có nhiều pháp khí cùng vòng bảo hộ, cũng không thể thay đổi. Nhưng nhược điểm của phù bảo này cũng rất rõ ràng. Nó chẳng những phải hấp thụ một lượng lớn pháp thuật của người sử dụng mới có thể thao túng khu xử được. Hơn nữa tốc độ cùng sự linh hoạt thật sự làm cho người ta không biết nói gì. Nếu trước tiên có thể đem đối thủ trói lấy hoặc là vây khốn, phù bảo này tự nhiên sẽ thể hiện được toàn bộ công hiệu, đem giết người, tuyệt đối là lợi khí tốt nhất. Nhưng nếu chỉ dựa vào tự bản thân của kim quang chuyên này mà giết địch, đó là chuyện nghĩ cũng không cần nghĩ tới. Trừ phi đối thủ pháp lực bị hao hết, nếu không tùy tiện lúc nào cũng có thể né tránh được sự công kích của phù lục này. Cho nên phù bảo kim quang chuyên này, căn bản không phải là pháp bảo để chiến đấu như phù bảo phi kiếm trước đây, hay là như phù bảo tiểu đao của Phong Nhạc, mà thuần túy túy là bảo vật theo đuổi uy lực lớn, cũng là một loại giống như là đại ấn của cao thủ kết đan kỳ thiên khuyết bảo. Hàn Lập bởi vì không có pháp khí cùng phù lục có khả năng vây khốn, cho nên trước tiên định dùng số kim nhận bao vây lấy địch nhân, thu hút sự chú ý, sau đó lại dùng kim chuyên xuất kỳ bất ý đánh lén. Ý tưởng này tuy không thể khẳng định là thành công, nhưng dù sao cũng là có cơ hội. Nhưng hiện tại sau khi thấy thân pháp của Phong Nhạc, Hàn Lập biết việc này căn bản là vọng tưởng. Bằng tốc độ đối phương thể hiện không dưới La Yên Bộ, việc đối phương né tránh được phù bảo kim chuyên khi giao đấu là chuyện hết sức dễ dàng. Hàn Lập trong lòng hết sức tức giận, nhưng cũng có chút buồn bực. Chẳng lẽ Phong Nhạc này cũng giống như mình, cũng là người mang võ công của giang hồ? Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 189, Lôi Diệt. Tuy Hàn Lập đối với thân pháp thần tốc của Phong Nhạc rất lấy làm khó hiểu,
trong lòng đầy nghi vấn. Nhưng bây giờ cũng phải là lúc tìm hiểu nguyên nhân. Đành bất đắc dĩ xuất ra phù bảo kim quang chuyên trước. Sau đó mới tung kim phù tử mẫu nhận lên. Một luồng gió bắn ra ngoài, biến thành 8 đạo kim quang. Khí thế hung hãn bắn về phía Phong Nhạc, tận dụng số lượng mà thủ thắng. Nếu đối phương hoang mang thu hồi pháp bảo thì càng tốt, còn không ít ra cũng có thể duy trì được cục diện bất bại. Chẳng qua Hàn Lập cũng chẳng tin tưởng khả năng đối phương thu hồi pháp bảo. Một kẻ có thanh danh như vậy, hẳn thực lực không chỉ có thế, cho nên đợt tấn công này cũng chỉ để thử nghiệm xem sao. Quả nhiên Phong Nhạc thấy Hàn Lập phóng kim nhận tới, cũng không chút bối rối. Hắn hắc hắc cười lạnh mấy tiếng, sau đó rút một kiện pháp khí màu vàng ra. Phong Nhạc chưa lập tức động thủ, cũng không vội vàng chống đỡ 8 đạo kim quang ở trước mặt, xuất ra một vòng hào quang màu xanh bao vây xung quanh người. Kim nhận lao tới quang cầu thì nổ liên tiếp phát ra những thanh âm lập bộp, sau đó bắn ngược trở lại. Cái này chính là kiện pháp khí có khả năng phòng ngự cao nhất, hơn nữa uy lực tuyệt đối vượt qua phi thiên thuẫn của Hàn Lập. Hàn Lập sắc mặt đại biến, khuôn mặt phút chốc biến thành tái nhợt. Bên kia Phong Nhạc cười rộ lên ra vẻ đắc ý. Cũng khó trách hắn từ lúc tìm được Hoàn La Tán tới nay cũng chưa gặp được tu tiên giả cấp thấp làm bị thương. Mà hiện tại thấy Hàn Lập ngạc nhiên như vậy, trong lòng cũng hết sức thoải mái. Với Hoàng La Tán này, Phong Nhạc còn coi trọng hơn phù bảo tiểu đao kia nhiều. Dù sao phù bảo cũng chỉ có thể sử dụng được vài lần rồi biến thành hàng phế thải. Còn Hoàng La Tán này còn trợ giúp được hắn vô số lần nữa. Hàn Lập thở dài, tay bắt quyết ngón tay đưa lên chỉ về phía kim nhận. Tất cả kim nhận đều quay trở lại nguyên hình. Phong Nhạc chẳng hiểu Hàn Lập có ý định gì, nhưng tự tin hoàn toàn vào phòng ngự của mình, bắt đầu toàn lực chỉ huy hoàng mang, phát khởi thế công vô cùng sắc bén, sử dụng tiểu đao nhanh như thiểm điện, liên tục vây quanh bốn phía Hàn Lập không ngừng tìm chỗ sơ hở mà công kích. Có điều Phong Nhạc không biết chính là, nếu nói về lực phòng ngự thì phi thiên thuật tuyệt đối còn xa mới bằng Hoàng La Tán. Nhưng mà về mặt linh hoạt thì phi thiên thuẫn lại hơn xa các loại pháp khí phòng ngự khác. Kết quả là bất luận Phong Nhạc sử dụng đao phong thần diệu đến đâu cũng bị thuẫn của Hàn Lập chống đỡ hết. Lúc này hắn mới hiểu nếu không hủy đi phi thiên thuật thì cơ bản chẳng thể chạm vào người Hàn Lập. Trên mặt Phong Nhạc như bị phủ một lớp xương mỏng, đành phải dùng tiểu đao công phá phòng ngự của phi thiên thuẫn. Có điều hắc quang trên bề mặt thuẫn bị công phá nhưng vẫn ngăn cản công kích của hắn một đoạn thời gian. Lúc này Hàn Lập thật sự không thể thủ thắng, đành cắn răng ra một quyết định rất đau lòng. Hắn đem kim nhận thu vào chữ vật đại, sau đó xuất ra một tiểu hồ lô màu đen rồi giơ lên cao. Từ trong hồ lô phun ra 7-8 quả viên cầu màu đen phiêu hốt bay về phía Phong Nhạc. Phong Nhạc tự nhiên nhìn thấy hành động của Hàn Lập, lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Là vì cái hồ lô này trông rất tầm thường. Phàm là người tu tiên kể cả bậc thấp ai cũng biết đến vật đấy, hầu như đều dùng qua pháp khí này. Mặc kệ là viên cầu bên trong hồ lô phóng ra là gì, thì pháp khí này đều có tên Hỗn Nguyên Châu, uy lực so với các loại pháp khí cao nhất mà nói thì thật sự quá nhỏ, miễn cưỡng được bài danh là trung phẩm pháp khí. Cũng bởi vậy mà Phong Nhạc cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn không đợi viên cầu kia bắn vào người, lập tức lấy phù lục băng mâu thuật cầm trong tay, sau đó giơ lên hóa thành một cái mâu bằng băng trong suốt nghênh đón quả cầu kia. Phành một tiếng nổ rền rĩ vang lên, băng mâu liên tiếp chấn bay 3-4 quả viên cầu. Mấy quả cầu vỡ nát văng ra tứ phía, lập tức bị đóng băng lại ở không trung, cảnh tượng như tiên nữ tán hóa, hình thành một cơn mưa băng nho nhỏ. Nhìn thấy cảnh này Phong Nhạc mới cảm thấy yên lòng, chú ý đến người Hàn Lập. Bởi vì lúc này trong tay Hàn Lập đã xuất hiện một lá cờ màu xanh, trên lá cờ có hình một thanh dao giơ nanh múa vuốt trực bay ra. Kinh nghiệm của Phong Nhạc cực kỳ phong phú, vừa thấy đã biết ngay là loại pháp khí tinh phẩm bậc trung, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Hai tay Hàn Lập huy động lá cờ này, xung quanh lá cờ từ từ tụ tập các linh quang màu xanh lại, thanh thế không nhỏ. Phong Nhạc tuy đối với Hoàng La Tán tin tưởng 10 phần, nhưng trời sinh tính giả hoạn cẩn thận, cho nên khẩn trương nhìn không chớp mắt, sợ pháp khí này vượt qua dự liệu phá được phòng ngự của hắn.
Còn về mấy quả Hỗn Nguyên Châu kia sớm bị hắn chấn bay đi, cho nên trong lòng Phong Nhạc nhận định đối phương chỉ dùng mấy quả viên cầu làm mình rối mắt mà thôi, không cần quan tâm đến nữa. Còn nói về uy lực thì Hỗn Nguyên Châu nếu có oanh tạc liên tục thì cơ xứng sẽ không ảnh hưởng mảy may đến phòng ngự của hắn. Chẳng qua Phong Nhạc thấy Hàn Lập xuất ra một món pháp khí cao cấp cho nên mới lấy làm kiêng kỵ và buồn bực. Hắn đoán Hàn Lập cũng giống như nữ tử nhiều pháp khí kia đều là hậu bối của cao thủ nào đó, cho nên càng hạ quyết tâm hạ sát Hàn Lập. Hắn sợ rằng đối phương còn sống rời khỏi đây thì hậu quả vô cùng. Huống chi đối phương còn chính mắt thấy mình giết người đoạt bảo. Đến lúc đó sẽ khiến trưởng bối của nữ tử kia đến tìm hắn. Đến lúc đó hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Ánh mắt Phong Nhạc bây giờ đang bị Thanh Giao Kỳ hấp dẫn, sát tâm càng tăng lên. Mấy quả Hỗn Nguyên Châu rốt cuộc bay đến người hắn, chạm vào Hoàng La Tán phát ra mấy tiếng nổ rền rĩ, cuối cùng là bay ngược ra ngoài. Phong Nhạc sau khi nghe thấy thanh âm, theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua. Dựa vào mấy cái Hỗn Nguyên Châu này cũng mơ tưởng đến việc công kích ta, đúng là không tự lượng sức mình, đừng nói là... Ồ, quả này sao lại có màu lam? Phong Nhạc trên môi nụ cười chưa dứt, liền phát hiện ra một viên Hỗn Nguyên Châu lúc bị văng ra bỗng nhiên lộ ra một vật giấu trong đó. Viên cầu này thể tích nhỏ bé còn xa mới bằng Hỗn Nguyên Châu bình thường. Phong Nhạc trong lòng nao nao, không kịp nghĩ gì thì viên châu màu lam đó đã đụng vào vòng bảo hộ rồi. Một luồng sáng trắng, một mảng huyến lệ, ánh sáng chói lòa mắt. Đây chính là hình ảnh cuối cùng của Phong Nhạc đối với thế gian này. Sau đó tất cả đều biến mất. Về phía Hàn Lập đang đứng đối diện, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy viên châu từ màu xanh chạm vào vòng bảo hộ của Phong Nhạc rồi lập tức bạo phát ra một luồng ánh sáng trắng vô thanh vô tức bao phủ cả người Phong Nhạc. Cuối cùng lặng lẽ biến mất, để lại một Phong Nhạc trên mặt vẫn còn y nguyên vẻ kinh ngạc, tựa hồ chưa xảy ra chuyện gì. Hàn Lập trong lòng trầm xuống, đứng một lúc vẫn chưa có hành động gì. Một làn gió nhẹ thổi qua, thân hình Phong Nhạc theo gió cũng từ từ biến thành cát bụi. Mà tại chỗ cũng chỉ còn hai nửa chân đi giày. Tràng cảnh này quả thật quỷ dị nói không lên lời. Hàn Lập chứng kiến cảnh này chẳng những không sợ hãi mà ngược lại bình tĩnh ngồi xuống, thở ra một hơi dài, cuối cùng thì cũng yên tâm. Trong khi vận dụng đòn sát thủ tối cường Thiên Lôi Tử, đồng thời tiến hành làm nhiễu loạn tư tưởng đối phương, rốt cuộc cũng làm cho Phong Nhạc biến mất khỏi thế gian. Trên mặt Hàn Lập chẳng hiện ra tia vui mừng nào, thậm chí còn tự cười khổ diễu mình. Cái này cũng khó trách, lần này đến cấm địa mới có 2 ngày, toàn bộ pháp bảo của hắn đã phải xuất ra hết, ngay cả đòn sát thủ cuối cùng cũng phải dùng đến, thử hỏi làm sao hắn cao hứng đây. Tưởng tượng nếu 3 ngày nữa còn gặp vài cường giả cỡ Phong Nhạc này, tâm trạng Hàn Lập đang thoải mái lại cảm thấy trầm trọng vô cùng. Tuy nhiên lần này không dùng đến Thiên Lôi Tử, hắn khẳng định không tránh khỏi kiếp nạn, Phi Thiên Thuẫn cũng hết khả năng chống đỡ. Hơn nữa giết chết thằng nhãi kia rồi còn thu được pháp bảo của nữ tử kia, hắn tuyệt đối không có hại, ngược lại còn chiếm được không ít tiện nghi. Hàn Lập trong lòng xoay chuyển, tinh thần rung lên, liền quay về phía đối diện nhìn lại. Nhưng theo ánh mắt của mình, miệng Hàn Lập mở to hồi lâu không nói nên lời. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 190, Ô Ngoa. Bởi vì tại chỗ đứng lúc đầu của Phong Nhạc, ngoại trừ cặp chân mang giày ra, trên đất cũng không có cái gì. Chiến lợi phẩm túi chữ vật trong trí nhớ của Hàn Lập lại vô ảnh vô tung. Hàn Lập dùng thế lý ngư đà đỉnh nhảy lên, tiếp theo giống như là lửa cháy đến mông, vội vàng vọt qua. Kết quả tại địa phương mà Phong Nhạc biến mất, cúi đầu tìm hơn nửa ngày, vẫn không thấy bóng dáng túi chữ vật. Chẳng lẽ uy lực của Thiên Lôi Tử lớn như vậy, cả người lẫn túi chữ vật đều hóa thành cho bụi? Hàn Lập sau khi liên tiếp đi vòng quanh mấy lần ở địa phương đến mức thuộc như trong lòng bàn tay này, rút cuộc nhận được một đáp án làm cho hắn buồn bực. Hàn Lập không cam lòng đem phạm vi tìm tòi mở rộng thêm mấy lần, nhưng kết quả vẫn giống như vậy. Tuy nhiên, trên thực tế đem cái gương nhỏ nữ tử kia cùng với thủy tinh cầu nhặt lên, hơn nữa bởi vì chủ nhân đã chết, phù lục khôi phục lại thành phù bảo hình tiểu đao.
Hàn Lập nhìn ba thứ này, lại nghĩ đến chính mình tổn thất Thiên Lôi Tử cùng hai kiện thượng phẩm pháp khí, Ngân Câu và Thanh Tác, còn túi chữ vật lại bị Thiên Lôi Tử phá hủy. Hắn ngửa mặt lên trời không nói gì. Tuy nhiên, nói thế nào thì nói, trường đại chiến này qua đi, hắn rút cuộc được tính là người thắng, so với tên Phong Nhà kia hóa thành cho bụi thì tốt hơn nhiều. Không biết chuyến buôn bán này chính mình xem như lời hay lỗ, Hàn Lập chỉ có thể tự giễu nghĩ như vậy. Nghĩ đến Phong Nhạc, Hàn Lập theo bản năng liếc mắt mấy thứ của người này còn tồn tại ở thế gian. Chỉ có nửa cặp chân còn đầy đủ, không khỏi lắc lắc đầu. Sau đó khoát tay, thả ra hai hỏa cầu to bằng nắm tay, bay thẳng đến chúng. Một khi đã giết người thì tự nhiên cũng muốn hủy thi diệt tích hoàn toàn, để khỏi bị những người khác phát hiện, sẽ gặp phiền toái. Bùng bùng hai tiếng vang lên, ngọn lửa lập tức bao phủ cặp chân. Trong chớp mắt ngoại trừ đôi giày mỏng đen ra, mọi bộ phận đều hóa thành cho bụi. Hàn Lập gật gật đầu vừa lòng, quay đầu tính rời khỏi nơi đây. Giày không đúng, giày bình thường như thế nào có thể còn tồn tại bình yên không việc gì dưới hỏa đạn thuật? Hàn Lập vừa mới nhấc chân đi, lập tức phát hiện sai lầm của chính mình, vội vàng xoay người lại, mặt mang dáng vẻ cổ quái nhìn về phía đôi giày trông như tầm thường kia. Nhìn kỹ như vậy, phát hiện ra một điểm khả nghi, đôi giày này chẳng những dưới sự công kích của hỏa đạn thuật không có bị hủy hoại, ngay cả một chút dấu vết đã bị hỏa thiêu qua cũng đều không có lưu lại, hơn nữa còn ẩn ẩn phát ra linh động nhàn nhạt. Pháp khí, Hàn Lập có chút kinh nghi bất định. Hắn chần chờ một chút, bước tới vài bước, cúi đầu nhặt lên đôi giày đen này. Nhẹ, mềm nhưng rất dẻo dai, nên không phải là giày vải hay giày tơ tằm, dường như là loại giày da được làm từ da của một loài động vật nào đó. Hàn Lập sờ mó hồi lâu, đưa ra kết luận. Bởi vì ở trên đó Hàn Lập càng cảm ứng được rõ ràng linh khí nhàn nhạt trên đôi giày. Đây đích thật là một kiện pháp khí. Ngoài ra phải hơn phân nửa là một loại pháp khí chế từ da yêu thú. Khi nhìn thấy đôi giày da này, Hàn Lập lờ mờ nghĩ tới cái gì đó. Hắn có chút nôn nóng không kịp cởi giày chính mình ra, đã thay đôi giày pháp khí bằng da này vào. Thực sự thoải mái, thực sự mềm mại, giống như không có vật gì vậy. Đây là cảm giác đầu tiên khi Hàn Lập mang vào. Hắn cẩn thận dò xét xuyên qua đôi giày trên chân trong chốc lát, đến lúc này vẫn không có việc kỳ dị nào phát sinh. Nhăn mày một chút, Hàn Lập nhẹ nhàng bước một bước nhỏ. Xịch một cái, thân hình Hàn Lập bỗng nhiên chợt lóe, cả người liền nhẹ nhàng phiêu phiêu ở ngoài một trượng. Ngự phong quyết? Không, so với ngự phong quyết còn muốn mau hơn nhiều. Hàn Lập thầm vừa mừng vừa sợ. Lúc này bí mật thân pháp mau lẹ vô cùng của Phong Nhạc kia rút cuộc Hàn Lập đã biết. Có thể đoán được tên kia chính là nhờ vào đôi giày này mới có được động tác quỷ dị, nhanh như lôi điện vậy. Mang đôi giày này, Hàn Lập bắt đầu tại trên một vùng đất trống không lớn, chậm rãi đi lại, bắt đầu làm quen tính năng của nó, dần dần càng đi càng nhanh, cuối cùng hắn thậm chí thi triển La Yên Bộ để tiến hành gia tốc. Nếu nói Hàn Lập trước kia thân pháp nhanh đến cực hạn thì thân hình có thể mơ hồ không rõ, thậm chí để lại tàn ảnh. Còn sau khi mặc vào đôi giày này, thân hình Hàn Lập nhanh đến mức có mấy ảo ảnh giống nhau như đúng ẩn ẩn, đồng loạt xuất hiện. Động tác đồng dạng, vẻ mỉm cười cũng vậy. Nhưng khi mọi ảo ảnh dần dần tụ lại thì hợp thành một Hàn Lập đứng tại trung tâm của vùng đất. Hàn Lập ngơ ngác đứng không nhúc nhích tại chỗ, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Nhưng hắn bỗng nhiên ha hả cười điên cuồng, cười đến mức thân mình gập xuống, nước mắt cơ hồ cũng chảy ra. Sau khi cười lớn trong chốc lát, đang lúc Hàn Lập đang gập lưng, trên người thanh quang chợt lóe. Cả người bỗng nhiên biến thành một trận gió, đột nhiên biến mất không tăm tích trong không khí. Lúc này cả khu đất rất vắng lặng, trừ âm thanh xào xạc của gió thổi trên mặt đất truyền đến, thì không có âm thanh nào khác. Oành đùng đùng liên tiếp tiếng nổ đột nhiên truyền đến. Cây cối phụ cận từng cây bắt đầu từ giữa quỷ dị tách ra, chỗ đứt gãy trơn bóng như mặt gương, nhưng bốn phía rõ ràng không có một bóng người. Tốc độ cây cối gãy đổ vô cớ càng lúc càng nhanh. Sau một khoảng thời gian, cây cối trong hơn 10 trượng cũng chỉ còn lại có gốc cây trơ trụi.
Hàn Lập trên người bao phủ nhàn nhạt thanh quang lúc này mới lộ xuất thân hình đầy đủ, nhưng khóe miệng có chút nhếch lên, cả khuôn mặt không giấu được vẻ vui sướng. La Yên Bộ, đôi giày pháp khí, thêm vào Ngự Phong Quyết, làm cho Hàn Lập nhanh chóng tăng tốc, có khả năng tạm thời thoát khỏi sự truy tung của mắt thường, giống như là biến mất vô tâm vô tích. Theo Hàn Lập phòng trừng, cho dù là nhãn lực hơn người của người tu tiên cùng với dùng thiên nhãn thuật thêm vào, khi hắn toàn lực thi triển, trong mắt bọn họ cũng chỉ có thể là một cái bóng nhàn nhạt, có thể tại lúc mà bọn họ chưa thi triển pháp thuật phòng hộ, tạo thành một uy hiếp thật lớn. Hôm nay Hàn Lập chỉ cần tâm niệm vừa động, người liền lập tức bay ra ngoài một trượng, cho dù là khoảng cách vài chục trượng, Hàn Lập nhiều lắm cũng chỉ cần thời gian một hơi hô hấp liền có khả năng đạt được. Đương nhiên loại tốc độ thân thể cực hạn siêu việt này, Hàn Lập cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn. Thời gian quá dài thì cả người sẽ hoàn toàn ngã quỵ xuống. Dù sao với thân thể Hàn Lập hôm nay, loại vận động tốc độ cao này vẫn còn rất miễn cưỡng. Chẳng qua đối với hắn mà nói, chừng ấy thời gian cũng đủ để hắn trong nháy mắt giết chết đối thủ mấy chục lần. Đặc biệt là dưới tình hình sử dụng pháp khí ti tuyến, uy lực càng gấp bội. Hàn Lập cúi đầu cảm khái, nhẹ vỗ về đôi giày da trên chân trong chốc lát, nhận ra rằng vật này đối với hắn mà nói thật sự là rất thích hợp. Cho dù có người đem phù bảo đến đổi, hắn cũng tuyệt sẽ không quan tâm đến. Sự tin tưởng của Hàn Lập tăng lên nhiều, hắn hưng phấn dò xét bốn phía một lần. Khi gặp lại thi thể nữ tử mặc áo vàng kia, hắn khẽ thở dài một hơi, dùng tiểu hỏa cầu đánh ra một cái hố to, đem thi thể kia mai táng sơ qua. Điều này cũng là điều lớn nhất mà Hàn Lập tự nhận có khả năng làm được. Sau khi hoàn thành hết thảy, thân hình Hàn Lập chợt lóe, biến mất tại trong rừng rậm. Hắn hiện phải tranh thủ thời gian chạy đến khu trung tâm. Chẳng qua Hàn Lập không biết, trải qua một ngày giết chóc tại cấm địa, đệ tử các phái chỉ còn lại có hơn 70 người, ước chừng so với nhân số vừa mới tiến nhập cấm địa ít hơn phân nửa. Mà đại bộ phận tinh anh đệ tử của các phái cũng không chậm trễ đến vùng phụ cận của khu trung tâm, chuẩn bị bắt đầu đợt đại thanh tẩy ngày thứ hai. Tất cả bọn họ đều cho rằng kẻ yếu sẽ bị diệt trừ từng người không lưu tình. Đương nhiên cái chết của nữ tử nhiều bảo vật cùng với tên Thiên Khuyết Bảo Phong Nhạc đã bị Hàn Lập xử lý kia, vốn cũng là một thành phần của cuộc tàn sát kia. Nay hiện tại người cũng đã trở thành mây khói. Các bạn vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.